Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn Chương 2273, Tuyệt Đại Thần Nữ, Quân Vô Sông Cho dù Quân Vô Sông chịu một kích của Thiên Nữ vận mệnh, nhưng Diệp Hiên cũng không cho là Quân Vô Sông lại yếu như vậy, võng vẹn chỉ một kích mà có thể quyết định thắng bại. Quả nhiên Quanh Quân Vô Sông trở về, một vệt tử quan hoàng mỹ vô cấu, trên người nàng cũng không xuất hiện bất kỳ vết thương nào, chỉ là nàng hung hăng trừng mắt với Diệp Hiên. Nếu như không phải vừa rồi là Diệp Hiên lãi nhãi không xong, khiến nàng có chút thất thần, nàng thế nào lại chịu phải một kích của thiên nữ vận mệnh. Bọn ngươi đánh, bọn ngươi đánh, cuộc chiến giữa nữ nhân rất ít gặp, ta lẳng lặng nhìn xem là được. Diệp Hiên vội vàng xua tay giải thích nói. Hành! Quân vô song hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Diệp Hiên, cả người lại lần nữa vùi đầu vào chiến đấu, tiếp tục chém giết cùng thiên nữ vận mệnh. Cuộc chiến giữa hai nữ nhân, thật có thể nói là khiến Diệp Hiên mở rộng tầm mắt. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước. Nhưng hiện theo Diệp Hiên, hai người này xuất thủ đều cực kỳ tàn nhẫn, mỗi một kích đều muốn làm thịt đối phương, chỗ nào có nửa điểm bộ dáng nữ nhân ôn nhu nên có. ầm ầm Cuộc chiến giữa hai người càng ngày càng kinh khủng, càng là dần dần đánh ra chân hỏa, phương thiên địa này đều đang không ngừng sụp đổ, sơn xuyên đại địa đều đang khủng bố trầm luân. Lúc này, nội tâm thiên nữ vận mệnh vô cùng lo nghĩ, nàng đã điều động toàn bộ tu vi, thậm chí vận mệnh đại thuật áp đáy hòm cũng đã sử dụng, nhưng căn bản không làm gì được quân vô song. Trái lại quân vô song, mỗi mục kích của nàng đều viên mãn vô khuyết, tạo thành áp lực thực lớn cho thiên nữ vận mệnh, mặc dù nhìn hai người như cân sức ngang tài, nhưng kỳ thực thiên nữ vận mệnh đã vào thế hạ phong. Bởi cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Diệp Hiên đang quan sát cuộc chiến đấu của hai đại thần nữ, hắn đã nhìn ra Thiên nữ vận mệnh căn bản không phải là đối thủ của quân vô song. Dù là Thiên nữ vận mệnh mở ra chính đại thiên môn, nhưng cùng so sánh với quân vô song, nàng còn kém rất nhiều, cái gọi là yêu nghiệp nghịch thiên cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Cái chức vị này hẳn là thả trên người quân vô song. Đương nhiên, Diệp Hiên cũng không phải là xem thường Thiên nữ vận mệnh, so sánh tư chất nữ tử này cùng quân vô song, cũng không kém quân vô song. Nguyên nhân thật sự khiến nàng rơi vào hạ phong là nàng sở tu lực lượng vận mệnh. Lực lượng vận mệnh là pháp và đạo mà vận mệnh chủ nhân khai sáng, càng là được hỗn độn vạn linh coi là lực lượng trí cường, hoàn toàn chính xác là một loại lực lượng vô cùng khủng bố. Nhưng có một câu nói tốt, chỉ có thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Mặc kệ lực lượng vận mệnh cường đại như thế nào, đây cũng không phải là thiên nữ vận mệnh khai sáng, nàng dùng là pháp và đạo của vận mệnh chủ nhân cùng bản thân nàng cũng không thể hoàn toàn phù hợp, cho nên cũng không có khả năng phát huy ra uy năng chân chính của lực lượng vận mệnh. Trái lại quân vô song thì khác. Mặc dù nàng không có tu luyện lực lượng chí cường, nhưng là đã đi ra pháp và đạo chính mình, pháp môn nàng sở tu là thích hợp nhất với nàng, mỗi một kích đều bộc phát ra được 10 phần lực lượng, tu vi chính đại thiên môn một thân càng là phù hợp với nàng. Hơn nữa, Diệp Hiên phát hiện một chuyện cực kỳ có ý tứ. Chuyện này chính là, quân vô song còn chưa vận dụng toàn lực, hơn nữa nàng lại bắt thiên nữ vận mệnh ma luyện đại thuộc chính mình. Từ vừa rồi bắt đầu tối nghĩa cứng ngắc, cho đến hiện tại là viên mãn vô khuyết, công phạt của quân vô song đang dần dần thông thuận, bắt đầu khiến thiên nữ vận mệnh không có sức hoàn thủ. ầm ầm Quả nhiên. Thiên nữ vận mệnh đang liên tục bại lui, khi nàng phát hiện chính mình vậy mà không phải là đối thủ của quân vô song, đây rõ ràng khiến nàng cảm thấy nhục nhã. Nàng là đồ đệ của vận mệnh. Nàng là truyền nhân chí cường. Nàng được coi là một trong ba đại yêu nghiệt nghịch thiên. Chẳng lẽ hôm nay liền thua trong tay một tên vô danh tiểu tốt? Tôn nghiêm của thiên nữ vận mệnh đụng phải xâm phạm, cả người nàng đều trở nên táo bạo, đang vung ra một đạo vận mệnh đại thuật khủng bố, hiển nhiên không muốn thua trong tay quân vô song. Đáng tiếc. Mọi việc đều thuận lợi vận mệnh đại thuật căn bản là không tạo thành uy hiếp đối với quân vô song cũng không biết quân vô song tu luyện là loại pháp môn nào, một vệt tử quan kia quá mức khó hiểu, mỗi một lần vận mệnh đại thuật đánh tới, đều bị nàng phất tay đánh tan. Là ngươi bức ta. Rốt cuộc. Bảy ngày sau. Thiên nữ vận mệnh đã không thể ngăn chặn công phạt của quân vô song, cũng sắp bị đánh bại trong tay quân vô song, điều này cũng khiến cho thiên nữ vận mệnh yêu kiều giận dữ. Vận mệnh trường hà. Rốt cuộc, thiên nữ vận mệnh cũng muốn tế ra đòn sát thủ, Lúc này chỉ có vận mệnh Trường Hà mới có thể giúp nàng chuyển bại thành thắng. Lúc này, Diệp Hiên đột nhiên nhất kinh, hắn liền muốn ra tay trấn áp thiên nữ vận mệnh, nếu để cho nữ nhân điên này triệu hoán ra vận mệnh Trường Hà, chỉ sợ sẽ phát sinh một chuyện cực kỳ khủng bố. Suy cho cùng Diệp Hiên suy đoán trong vận mệnh Trường Hà cũng ẩn giấu một vị nhân vật cấm kỵ, nếu quả thật là có nhân vật cấm kỵ đi ra từ vận mệnh Trường Hà, còn không biết sẽ phát sinh chuyện khủng bố gì nhưng không chờ Diệp Hiên xuất thủ, một màn liền khiến hắn chấn kinh xuất hiện. Sớm biết ngươi hết biện pháp, ngươi tưởng ta không có chuẩn bị. Tử cực thiên lực Quân vô song thanh lãnh mở miệng, không chờ thiên nữ vận mệnh triệu hoán ra vận mệnh trường hà, bàn tay nàng bay lên thiên địa, một luồng tử quan chiếu sáng vạn cổ thương khung, trong dây lát liền quấn quanh người thiên nữ vận mệnh trong hư không. Sau một khắc, trong dây lát thiên nữ vận mệnh liền quể oải, một thân tu vi đều bị tử quan thất luyện phong cấm, chớ nói chi là triệu hoán ra vận mệnh trường hà. Khủng bố. Đại khủng bố. Quân vô song vậy mà trấn áp được thiên nữ vận mệnh, mà lại là dùng một loại tư thế vô địch nghiền ép đem nàng trấn áp, ngay cả Diệp Hiên cũng phải thắng phục. ầm ầm Tử quan rung trời, tuyệt đại thần nữ. Quân vô song một thân áo tím, lực lượng tử cực vần quanh người nàng, nàng nhanh chân đi tới thiên nữ vận mệnh, trong miệng truyền đến tiếng sát phạt. Đại đạo tranh phong, huyết hải phù thi, hôm nay đem ngươi trấn sát, hóa thành khô cốt dưới chân ta, giúp tương lai ta thành tựu ghế chí cường. Quanh Quân vô song thanh lãnh mở miệng, nàng đã kết động thiên lực tử cực, muốn đem thiên nữ vận mệnh trấn sát trong hư không. Quy, ngươi đã thắng, giết nàng chẳng phải là lãng phí, người này liền tặng cho ta như thế nào? Xoẹt Bỗng nhiên, không chờ quân vô song xuất thủ trấn sát thiên nữ vận mệnh diệp hiên bước ra một bước ngăn trước mặt quân vô song mặt còn mang lấy nụ cười diệp hiên đột nhiên cản trước mặt nàng trực tiếp khiến dung nhan quân vô song nhất biến nàng một mực xem diệp hiên là đối thủ chân chính một vệt chiến ý nổi lên từ đáy mắt nàng dựa vào cái gì quân vô song không hổ là tuyệt đại thần nữ nàng băng hàng nhìn diệp hiên hỏi ra một vấn đề liền khiến diệp hiên có chút ngạc nhiên đúng a à. Dựa vào cái gì? Thiên nữ vận mệnh là bị quân vô song trấn áp, đây cũng là chiến lợi phẩm của nàng, dựa vào cái gì Diệp Hiên ngươi nói không giết liền không giết, còn muốn đem nàng tặng cho ngươi. Có điều Diệp Hiên là người bá đạo không quen nói đạo lý, muốn hắn giảng đạo lý cùng quân vô song, đây căn bản liền không giống hắn a. Thu. Xoẹt Không chờ quân vô song ngăn cản, Diệp Hiên lật tay một cái, bảo hồ lô màu xanh hiện ra liền trực tiếp đem thiên nữ vận mệnh thu nhập vào trong hồ lô cho dù quân vô song muốn ngăn cản cũng đã không kịp lớn gan quân vô song tức giận yêu kiều một luồng tử cực thiên quan liền trấn diệt về hướng diệp hiên một vệt tử quan kia quá mức khó hiểu ngay cả nội tâm diệp hiên ứng đối cũng có chút phát rung nhân quả xoẹt diệp hiên đánh ra một đạo nhân quả hồng tuyến trong giây lát cùng tử cực thiên quan đối oanh cùng một chỗ liền bột phát ra quan mang sợ chói mắt hai người đồng thời bay ngược lại. Từng. Quân vô song ổn định cơ thể, vẻ kinh ngạc vạch qua đáy mắt nàng, nàng cùng Diệp Hiên dằn co xa xa, khí tức quanh người hơi hỗn loạn. Rất kỳ quái vì cái gì ta có thể đỡ được lực lượng tử cực của ngươi. Diệp Hiên cười ha ha, hắn một tay nâng lấy bảo hồ lô, tựa như một lão bằng hữu đang treo chọc quân vô song. Không sai. Quân vô song chậm rãi gật đầu, nàng đích xác vô cùng kinh ngạc, bởi vì từ lúc nàng tìm hiểu ra lực lượng tử cực, còn chưa có bất kỳ người nào có thể phá giải. Nhưng vừa vặn một kích kia của Diệp Hiên, vậy mà khiến công phạt của nàng tan rã, võng vẹn một điểm này liền có thể chứng minh Diệp Hiên cường đại hơn rất nhiều so với thiên nữ vận mệnh. Lực lượng tử cực của ngươi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, càng có tư cách trở thành lực lượng trí cường, đáng tiếc bây giờ ngươi vẫn chưa thành công hoàn thiện, có thể đủ áp chế đối với một vài truyền nhân trí cường, nhưng đối với ta mà nói còn kém chút hỏa hầu. Tiểu nha đầu, ta thật thưởng thức tư chất ngươi, một tiểu cô nương có thể đi đến một bước như hiện tại, xem thấp vạn cổ vũ trụ đều rất ít. Chỉ là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên đối địch với ta, nếu không dù tư chất ngươi lại tốt, càng có tiềm lực trở thành vạn cổ chí cường, cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể chết trong tay ta." Diệp Hiên nhàn nhạt mở miệng nói. Không phải Diệp Hiên cuồng vọng, mà là hắn nói thật. Mặc dù hiện tại lúc này hắn chỉ là một bộ phân thân, tu luyện cũng là hủy diệt đại đạo, mặc dù đây cũng không phải là pháp và đạo của hắn, nhưng biết là Diệp Hiên nghiên cứu rất nhiều loại trí cường pháp môn, đối với lực lượng trí cường có thể nói là cực kỳ hiểu. Quân vô song hoàn toàn chính xác rất mạnh, càng tìm hiểu ra lực lượng tử cực cực kỳ bá đạo, nhưng đối với Diệp Hiên mà nói còn chưa đáng kể. Diệp Hiên rất hiểu về bản chất lực lượng trí cường, huống chi lực lượng tử cực vẫn chưa hoàn thiện, tự nhiên sẽ càng không sợ. Diệp Hiên hoàn toàn chính xác có chút quý tài, cho nên mới nói ra những lời như vừa rồi. Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Xem ra ngươi cũng có nhiều bản lĩnh. Quân vô song giận tím mặt, một phen lời nói của Diệp Hiên hoàn toàn coi nàng như kẻ yếu, hơn nữa vậy mà không nhìn nàng tồn tại, cướp đoạt thiên nữ vận mệnh, nếu như nàng lại không ra tay, vậy thật sẽ trở thành một chuyện cười. Oanh Tử cực thiên lực, nổ tung thiên khung, tử quan thông thiên quán địa ngao du trên người nàng, sau đó lao người đánh tới Diệp Hiên phanh 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 tử cực trung trời bá đạo thảm liệt quân vô song vừa ra tay liền là sát chiêu lực lượng chí cường vô song tàn phá bừa bãi trường không thiên địa một đạo đại thuật đang trấn diệt tới diệp hiên thật đúng là nữ nhân điên xoẹt diệp hiên bước ra một bước hủy diệt ma quyền gào thét mà ra lực lượng nhân quả bảo vệ hai bên trong giây lát cả người chiến đến cùng một chỗ cùng quân vô song phanh 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 sơn hà loạn chiến thiên khung sụp đổ. Hai người đối oanh lẫn nhau một ngàn cái, đánh đến thiên băng địa liệt sơn hà thất sắc, năng lượng kinh khủng đang bạo phát giữa thiên địa, tạo thành cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Không thể không nói. Quân vô song hoàn toàn chính xác cường đại quá mức, mặc dù Diệp Hiên không sợ lực lượng trí cường của nàng, nhưng vẫn không thể trấn áp nàng, tối đa cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Không phải Diệp Hiên rất yếu, mà là quân vô song rất mạnh. Nàng là thành viên trong một vài thanh niên thần bí điệu thấp, nàng cũng là nhân vật đầu tiên xuất thủ, hoàn toàn chính xác khiến Diệp Hiên kiến thức được cái gì gọi là yêu nghiệt nghịch thiên chân chính. Chỉ là quân vô song cũng rất khiếp sợ, Diệp Hiên có thể chống được nhiều đòn oanh sát của nàng, đầy đủ để chứng minh tu vi Diệp Hiên là trên nàng. Quy! Đừng có tiếp tục đánh, nếu cứ tiếp tục đánh nữa, ta sợ ta thật nhịn không được mà đem đồ sát ngươi. Diệp Hiên cao mày nói. Hừ! quân vô song ầm vang rút lui, vậy mà dừng tay thật, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên càng phát ra băng lãnh. Không phải nàng sợ hãi Diệp Hiên, mà là nàng cảm ứng được ánh mắt những người kia, đây mới là nguyên nhân nàng thu tay lại. Đại địch chân chính, không chỉ là một mình Diệp Hiên, còn có mấy vị thanh niên thiên kiêu thần bí điệu thấp. Nếu như hiện tại nàng không màng sống chết chém giết cùng Diệp Hiên, sẽ chỉ giúp cho những người kia ngồi ngư ông đắc lợi, đấy đối với nàng mà nói là được không bù mất quân vô song là một người cực kỳ kiêu ngạo mục tiêu của nàng chỉ có vạn cổ chí cường vì mục tiêu này nàng một mực khắc khổ tu luyện cho nên nàng tuyệt đối sẽ không làm giá y cho người khác dịp thiếu du hôm nay ta không tính toán cùng ngươi ngươi đã cướp đoạt thiên nữ vận mệnh từ trong tay của ta đây là ta và ngươi kết xuống ân oán hôm nào đó ta chắc chắn tìm ngươi thanh toán oanh quân vô song nói xong lời này bước ra một bước biến mất ở phương xa điều này cũng khiến cho dịp hiên mỉm cười Xem ra tiểu nha đầu này quả là mang thù. Thế nào, mấy vị đạo hữu còn chưa xem xong sao? Diệp Hiên cao giọng mở miệng, điều này cũng khiến cho mấy vị thanh niên trong bóng tối quan tâm Diệp Hiên cùng Quân Vô Song thu hồi ánh mắt. Đi. Diệp Hiên bước ra một bước, trong giây lát cũng biến mất, hắn tạm thời không có hứng thú đối với Quân Vô Song cùng mấy người kia, hắn càng cảm thấy hứng thú với thiên nữ vận mệnh vừa mới đoạt được. Một bên khác, mấy vị thanh niên kia ngồi xếp bằng trong động phủ vừa rồi bọn hắn tận mắt thấy quân vô song chiến cùng thiên nữ vận mệnh lại cảm nhận được một ít tu vi của dịp hiên mỗi người đều yên lặng không nói có chút ý tứ hai người này cũng coi là đại địch chỉ là so ra với ta còn kém một chút một vị nam tử lạnh giọng thì thầm có ý tứ có ý tứ trò chơi này càng ngày càng vui có một thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ mỉm cười cho người ta một loại cảm giác vô hại quanh thân đều tản ra khí tức tường hòa. Ta có một thanh kiếm, có thể trảm hai bọn họ. Một tên thiếu niên nhìn như tuổi chừng 14-15, hắn băng hàng mở miệng, vậy mà nói ra lời nói cực kỳ cuồng vọng như vậy, cứ như không đem Diệp Hiên cùng quân vô song để vào mắt. Tên gia hỏa đáng ghét, một bộ phân thân đáng sợ, ai có thể là đối thủ của hắn. Diệp huyền ma ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, hắn cũng mở ra chính đại thiên môn, nhưng hắn mười phần hiểu nội tình Diệp Hiên, nào dám chân chính là địch cùng diệp hiên bên trong động phủ chiếc bảo hồ lô đang đảo ngược một luồng khói xanh phun ra theo ánh sáng chớp động cả người thiên nữ vận mệnh rơi xuống oanh thiên nữ vận mệnh vừa mới bị thả ra liền muốn chạy trốn mà đi nhưng không chờ nàng có hành động một đầu khủng thần thằng trực tiếp quấn quanh nàng khiến cho nàng rơi xuống trên mặt đất một thân tu vi đều không thể vận dụng nửa điểm diệp thiếu du ngươi muốn thế nào dung nhan thiên nữ vận mệnh băng hàng, yêu kiều hỏi Diệp Hiên. Chỉ là nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, mặc dù khí tức thiên nữ vận mệnh băng hàng, nhưng đáy mắt lại vạch qua một vệt khủng hoảng. Hung danh Diệp Hiên sớm đã truyền khắp bách tử chiến tràng, phàm là người rơi vào trong tay hắn đều không có kết cục tốt, đây cũng là chuyện mà mọi người đều biết. Lúc này rơi vào trong Diệp Hiên, trong lòng thiên nữ vận mệnh chợt lạnh lại, biết rõ chắc chắn Diệp Hiên sẽ có mưu đồ làm loạn đối với nàng, nếu không như thế nào lại cướp nàng từ trong tay quân vô song. Ngươi muốn chết hay là muốn sống? Diệp Hiên nói ngay vào điểm chính. Chết thì thế nào? Sống thì thế nào? Thiên nữ vận mệnh cao mày nói, chỉ là đáy mắt cũng dâng lên một nét chờ mong. Suy cho cùng người đều không muốn chết, huống chi là vị thiên chi kiêu nữ này, nếu như có thể sống sót, nàng tất nhiên là không muốn chết. Đã muốn sống thì dễ làm, không bằng ngươi và ta làm giao dịch như thế nào giao dịch gì tất nhiên thiên nữ vận mệnh biết rõ dịp hiên không có khả năng không công bỏ qua nàng điều này cũng khiến cho nàng cẩn thận hỏi ta muốn ngươi đáp ứng ta ba điều kiện chỉ cần ngươi đáp ứng ta liền tha cho mạng ngươi hơn nữa tương lai còn có chỗ tốt hơn cho ngươi khóe môi dịp hiên vĩnh lên nói ba điều kiện kia là gì thiên nữ vận mệnh cau mày nói thứ nhất ta muốn ngươi giao ra vận mệnh thiên kinh thứ hai Ta muốn ngươi truyền ta pháp môn triệu hoán vận mệnh Trường Hà. Thứ ba, thần phục ta, từ đây về sau làm việc cho ta." Diệp Hiên nói thẳng ra ba điều kiện của hắn. Không có khả năng. Sau một khắc, Thiên nữ vận mệnh cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp lạnh lùng cự tuyệt ba điều kiện của Diệp Hiên. Diệp Hiên cười ha ha nói. Bởi vì ba điều kiện của Diệp Hiên mỗi một cái đều có thể khiến nàng chết không có chỗ chôn bởi vì đây căn bản liền là phản bội vận mệnh chủ nhân vận mệnh thiên kinh là công pháp chí cường của vận mệnh chủ nhân trong đó trình bày vận mệnh đại đạo mà pháp môn triệu hoán vận mệnh trường hà càng là quan trọng nhất chớ nói chi là điều kiện thứ ba nếu như nàng thần phục diệp hiên vậy thì đồng nghĩa với phản bội vận mệnh chủ nhân nếu như vận mệnh chủ nhân phát hiện nhất định nàng sẽ bị đánh hình thần câu diệt mà chết ngươi đang cự tuyệt ta ký tức diệp hiên dần dần lạnh xuống bởi vì hắn vô cùng chán ghét người khác cự tuyệt thỉnh cầu của hắn ngươi giết ta đi ta không có khả năng đáp ứng ngươi thiên nữ vận mệnh thật rất có cốt khí mặc dù nàng không nguyện ý chết nhưng nếu phản bội vận mệnh chủ nhân nàng thà rằng đi chết cũng sẽ không đáp ứng diệp hiên ta vô cùng thưởng thức người có cốt khí trong ánh mắt ta cũng nhìn ra ngươi cũng không sợ chết cái này rất cốt a à. diệp hiên vỗ tay tán thưởng chỉ là ánh mắt càng thêm âm lãnh vốn là Dựa theo ý nghĩ của Diệp Hiên, nếu như Thiên Nữ Vận Mệnh do hắn sử dụng, nữ nhân này liền có thể thành một mai ám kỳ của hắn, tìm phục bên cạnh vận mệnh chủ nhân. Nhưng hiện tại xem ra, Thiên Nữ Vận Mệnh hoàn toàn không có khả năng nhận thống chế của hắn. Thế giới này người sợ chết rất nhiều, nhưng không sợ chết cũng có, mà Thiên Nữ Vận Mệnh vừa vặn chính là loại người không sợ chết. Đương nhiên, Diệp Hiên cũng không phải là không có biện pháp khiến Thiên Nữ Vận Mệnh khuất phục chỉ là đây đã đột phá khỏi ranh giới của Diệp Hiên. Suy cho cùng thiên nữ vận mệnh cực kỳ kiêu ngạo, mà muốn đánh vỡ sự kiêu ngạo của nàng cũng rất đơn giản, dù sao đối phương cũng còn là nữ nhân, cho dù thân là thần nữ, cũng không thoát khỏi bản chất của nữ nhân. Chỉ là thủ đoạn này Diệp Hiên nghĩ quá mức dơ bẩn một chút, hắn cũng khinh thường mà làm, tất nhiên cũng không định dùng. Nếu ngươi đã không thể nghe theo ta, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Quanh, Diệp Hiên xuất thủ vô tình, một chưởng đem nàng oanh sát ngay tại chỗ, ngay cả cơ hội thiên nữ vận mệnh kêu thảm cũng không có, cả người đều bạo toái ngay tại chỗ, chân chính hình thần câu diệt mà chết. Diệp Hiên tuyệt sẽ không có nửa điểm lãng phí, hắn trực tiếp đem một thân tu vi nữ này hút vào trong bảo hồ lô, suy cho cùng tu vi chính đại thiên môn đối với bản tôn mà nói, hoàn toàn chính xác là một phần lễ vật hiếm thấy. Túi càng khôn Theo thiên nữ vận mệnh chết thảm ngay tại chỗ, túi càng khôn trên người nàng dẫn tới sự chú ý của Diệp Hiên, cũng khiến cho Diệp Hiên hút nhiếp vào trong tay. Phá Trong giây lát Diệp Hiên phá vỡ cấm chế túi càng khôn, một thân phận khác của hắn là hỗn độn tinh sư, phá vỡ cấm chế túi càng khôn với hắn bà nói là dễ dàng. Ừm Khi Diệp Hiên ra nhìn đồ vật trong túi càng khôn, ánh mắt hắn hơi sáng lên, một khối ngọc giảng dẫn tới hắn chú ý, trong đó chính khắc rõ nội dung về vận mệnh thiên kinh. Diệu cực Diệp Hiên mỉm cười, không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn, hắn đem ngọc giảng thu hồi, mà sau tiếp tục ra nhìn túi càng khôn của đối phương. Cho đến nửa ngày qua đi, Diệp Hiên mới thu hồi ánh mắt. Trong túi càng khôn của thiên nữ vận mệnh, bảo vật rất nhiều, chỉ là có thể khiến cho Diệp Hiên coi trọng rất ít, trừ vận mệnh thiên kinh, vật khác chỉ là một ít đang dược linh túy mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là vận mệnh thiên kinh cũng không phải là chính phẩm, chỉ là thác ấn trong một khối ngọc giảng, chỉ là đây đối với Diệp Hiên mà nói đã đầy đủ. Ầm ầm. Diệp Hiên lại lần nữa mở ra thông đạo di chuyển giữa phân thân cùng bản tôn, trực tiếp đem ném bảo hồ lô đi vào. Bản tôn bắt đầu thông phệ một thân tu vi thiên nữ vận mệnh, tòa thiên môn thứ 8 cũng nhận được một chút tăng trưởng, chỉ là khoảng cách mở ra tòa thiên môn thứ 9 còn là có khoảng cách cực lớn. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Hiên một lần nữa quan bế thông đạo di chuyển, cả động phủ lại lần nữa yên lặng. Diệp Hiên cũng lâm vào trong suy nghĩ. Chiếu theo suy tính của Diệp Hiên, khoảng cách đến khi bách tử chiến tràng kết thúc, thời gian còn có 400 vạn năm, đối thủ cạnh tranh duy nhất ở hiện tại với hắn cũng chỉ có những người kia mà thôi. Chỉ là Diệp Hiên đối với cái gọi là đoạt giải quán quân không có bất cứ hứng thú gì, hắn một lòng chỉ muốn tăng cường tu vi bản tôn, đây mới là mục đích thực sự của hắn. Chỉ là Diệp Hiên cũng có một chuyện khó làm, là mấy người liền xem hắn như đại địch, cho dù chính mình không ra tay với bọn họ, mấy người kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đương nhiên, Diệp Hiên không phải sợ mấy người kia, mà là hoàn cảnh hiện tại của hắn có chút lúng túng. Lúc này, phân thân hắn mở ra chính Đại Thiên Môn, so ra với mấy vị nghịch thiên yêu nghiệt chân chính, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nói một câu ngay thẳng, bằng vào bộ phân thân này của Diệp Hiên, hắn căn bản là không có cách trấn áp mấy người kia, nhiều lắm thì cũng chỉ bất phân thắng bại với bọn họ mà thôi. Diệp Hiên đang suy nghĩ, hắn muốn để Bản Tôn xuất hiện hay không? Nếu như Bản Tôn xuất hiện tại Bách Tử Chiến Tràng, chỉ dựa vào chiến lực Bản Tôn khủng bố, mấy người kia hoàn toàn có thể bị trấn sát ngay tại chỗ. Chỉ là Diệp Hiên cũng không muốn làm như thế, suy cho cùng Bản Tôn quá mức nổi bật, nếu như để vạn cổ trí cường biết rõ chân thân hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, đây còn không phải là điều quan trọng nhất. Chuyện quan trọng nhất là, Diệp Hiên đang kiên kỵ người đi ra từ hỗn độn Trường Hà, hắn sợ bản tôn vừa mới xuất hiện, nhân vật cấm kỵ này sẽ tới. Hô! Diệp Hiên phun ra một ngụm trọc khí thất luyện, nếu bản tôn đã tạm thời không thể xuất hiện, biện pháp duy nhất của hắn liền là tăng cường bộ phân thân này. Bất hủ đại viên mãn sao? Diệp Hiên lẩm bẩm thì thầm, hắn chỉ cần tiến thêm một bước, để chính đại thiên môn hợp nhất, hóa thành cảnh giới bất hủ đại viên mãn, có thể chân chính trấn áp các vị thanh niên thiên kiêu kia. Có điều phân thân chỉ có thể từng bước tu luyện, hắn cũng không có bí pháp thôn vệ của bản tôn, muốn đi vào cảnh giới bất hủ đại viên mãn, hoàn toàn chính xác cần một đoạn năm tháng lâu dài. Chỉ là còn tốt. Khoảng cách đến khi bách tử chiến tràng kết thúc còn có 400 vạn năm, trong 400 vạn năm này liền đủ giúp cho Diệp Hiên xung kích cảnh giới bất hủ đại viên mãn. Chỉ là trong 400 vạn năm, muốn phân thân tiến vào cảnh giới đại viên mãn, còn cần rất nhiều thiên tài địa bảo, nếu không chỉ bằng khổ tu, phân thân không có khả năng thành công. Soạt. Diệp Hiên lật tay một cái, lượng lớn linh túy hiện ra, những linh túy này đều là thứ mà bản tôn không dùng đến, liền tính cho hắn thôn vệ cũng tăng trưởng không được bao nhiêu tu vi. Chỉ là cho phân thân tu luyện lại là đầy đủ, lại thêm 400 vạn năm bế quan khổ tu, Diệp Hiên tính ra cũng không sai biệt lắm có thể đi vào cảnh giới đại viên mãn. Ầm um, ầm. Um. Diệp Hiên lại lần nữa bế quan tu luyện, chỉ là lần này là phân thân khổ tu, cho dù ngoại giới có mấy vị thanh niên thiên kiêu kia, Diệp Hiên cũng không lại quan tâm. Nếu như Diệp Hiên đoán không sai, mấy người kia sẽ lần lượt ra tay, suy cho cùng khoảng cách tới khi bách tử chiến tràng kết thúc đã qua hơn phân nửa thời gian, bọn hắn không có khả năng tiếp tục yên tĩnh. Nhất là từ khi quân vô song xuất thủ, chỉ sợ mấy người cũng sẽ không thể nhẫn nại được nữa. Thời gian như nước, thoáng qua tức thì. Trọn vẹn 200 vạn năm đi qua, Diệp Hiên không để ý tới bên ngoài, chuyên tâm tu luyện phân thân, tu vi đang không ngừng tăng trưởng, đã đụng chạm đến cửu môn hợp nhất. Cửu môn hợp nhất, bất hủ viên mãn. Trong bất hủ có thể được coi là con đường cuối, chỉ cần bước ra một bước, liền có thể bước vào nửa bước cảnh giới trí cường. Chỉ là, hỗn độn vũ trụ có một cái thiết luật. Phàm là cường giả đi vào nửa bước trí cường, cũng liền đánh mất cơ hội tranh đoạt vạn cổ trí cường, càng không thể dung hợp được hỗn độn thiên tâm của một nguyên hội để trở thành tân vạn của chí cường. Cho nên mỗi một nguyên hội mở ra, liền là lúc mà nửa bước trí cường sinh ra nhiều nhất, người có chí muốn đoạt được ghế chí cường, nên trong một nguyên hội sẽ không để cho mình đột phá cảnh giới nửa bước trí cường. Chỉ là nói ra những lời này còn sớm, phân thân Diệp Hiên còn chưa có bất hủ viên mãn, 200 vạn năm còn chưa thể giúp bất hủ cảnh của hắn tu luyện đến viên mãn. Bất hủ viên mãn quá khó đây cũng không phải là đơn giản như nói, nếu muốn chính đại thiên môn hợp nhất, không chỉ có độ lượng tài nguyên tu luyện, càng phải có minh mộ đối với bất hữu cảnh. Hơn nữa, cửa ải khó khăn nhất, chính là để chính đại thiên môn hợp nhất, không biết bao nhiêu người đã thua ở cửa này. Bên trong động phủ, ầm ầm, chính đại thiên môn, luân chuyển không ngớt, giờ khắc này khoảng cách trung rẩy, ẩn ẩn muốn dung hợp lại cùng nhau, nhưng theo một tiếng oanh minh kịch liệt, chính đại thiên môn dung hợp vẫn là thất bại. Ai? Diệp Hiên từ từ mở hai mắt ra, trong miệng truyền đến một tiếng thở dài, đây đã là lần thứ ba hắn thất bại, cửu môn hợp nhất hoàn toàn chính xác khó khăn vượt qua. Xem ra muốn cửu môn hợp nhất, cần một cơ hội, tiếp tục gượng ép tu luyện tiếp căn bản cũng không có khả năng thành công. Diệp Hiên minh ngộ thì thầm. Nếu tạm thời đã không thể khiến cửu môn hợp nhất, Diệp Hiên sẽ tạm thời từ bỏ, hắn xuất ra vận mệnh thiên kinh bắt đầu tìm hiểu. Cũng không phải Diệp Hiên ngấp nghé lực lượng vận mệnh, Diệp Hiên có mục đích của hắn, mục đích này chính là vận mệnh Trường Hà. Muốn triệu hoán vận mệnh Trường Hà, yêu cầu cơ bản nhất là tu luyện lực lượng vận mệnh, chỉ có lực lượng vận mệnh đại thành mới ngộ ra được phương pháp triệu hoán vận mệnh Trường Hà. Theo Diệp Hiên không ngừng quan sát vận mệnh thiên kinh, lông mày hắn nhíu chặt cùng một chỗ, chỉ vì nội dung trong vận mệnh thiên kinh này, quả thực khiến hắn giật nảy cả mình, càng hiểu rõ cực lớn về pháp và đạo của vận mệnh chủ nhân. Cái gọi là vận mệnh thiên kinh, kỳ thực không phải pháp môn tu luyện cố định, nếu muốn tu luyện lực lượng vận mệnh, chỉ cần tuân thủ một quy tắc. Mà quy tắc này chính là vận mệnh pháp tắc, chỉ có thuận theo thiên mệnh mà đi, tu vi tự nhiên là sẽ tăng trưởng, cũng sẽ sinh ra cái gọi là lực lượng vận mệnh. Nói một câu ngay thẳng, phàm là người tu luyện lực lượng vận mệnh, từ đây về sau liền là nô dịch cho vận mệnh pháp tắc phàm là người vi phạm vận mệnh pháp tắc, tất cả lực lượng vận mệnh tu luyện được đều bị xóa bỏ. Lúc này, Diệp Hiên rốt cuộc hiểu rõ một chuyện, vì cái gì mà vận mệnh chủ nhân liên thủ với Bất Tử Thiên Chủ giết hắn, đúng là hắn không bị vận mệnh nắm giữ, cho nên vận mệnh chủ nhân muốn xóa bỏ hắn. Diệp Hiên quay lại từ trong suy nghĩ, hắn cau mày nhìn xem Vận Mệnh Thiên Kinh, nếu như chiếu theo trong kinh văn nói, hắn căn bản là không có cách nào tu luyện pháp này. Suy cho cùng, Diệp Hiên cũng không muốn là nô dịch cho vận mệnh, mà vận mệnh phát tắc là một loại thể hiện cho ý chí hỗn độn, trong đó có thể dựng dục một thứ khủng bố to lớn. Không cách nào tu luyện lực lượng vận mệnh, cũng mang ý nghĩa Diệp Hiên không thể triệu hoán vận mệnh Trường Hà, điều này cũng khiến cho Diệp Hiên có chút không cam tâm. Suy cho cùng Diệp Hiên hoài nghi vận mệnh Trường Hà ẩn giấu một vị nhân vật tấm kỵ, hắn mười phần muốn biết, nhân vật tấm kỵ trong Tam Đại Trường Hà, đến cùng là loại tồn tại gì. Ầm ầm Bỗng nhiên. Chính vào lúc Diệp Hiên trầm tư, một trận rung động cực kỳ khủng bố đang truyền đến, càng theo đó là tiếng gầm thét đánh nhau, trong giây lát liền khiến Diệp Hiên giật mình tỉnh lại. Diệp huynh, cứu ta. Bỗng nhiên. Một giọng nói quen thuộc từ ngoài động phủ truyền đến, điều này cũng khiến cho Diệp Hiên mở ra pháp nhãn, lập tức nhìn ra tình huống ngoài động phủ. Ngoài động phủ. Toàn thân lục giao tinh đang nghe truyện trên TV audio CV đẫm máu lực lượng thời không đều đang ảm đạm hắn chật vật té ngã trước động phủ của diệp hiên giống như từ đằng sau có người truy sát hắn ầm ầm cửa động phủ ù ù mở ra diệp hiên bước ra một bước đỡ lục giao tinh lên suy cho cùng hai người cũng coi là lão bằng hữu diệp hiên tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu diệp huynh cứu ta diệp hiên vừa xuất hiện lục giao tinh như bắt được cây cỏ cứu mạng cực kỳ yếu ớt cầu cứu diệp hiên yên tâm có ta ở đây, ngươi không chết được. Diệp Hiên vỗ vỗ vai lục giao tinh, tiện tay đút cho hắn một viên đan dược, điều này cũng giúp cho sắc mặt lục giao tinh đang tái nhật rốt cuộc cũng có một tia hồng nhuận. Ngươi cho rằng chạy trốn tới nơi này, ngươi liền an toàn sao? Quanh! Một kiếm đoạn thiên địa. Một kiếm ác tinh hà. Một kiếm trụy tinh thần. Một kiếm từ chân trời mà đến, trực tiếp chém vào hư không, thẳng đến động phủ Diệp Hiên, kiếm mang khủng bố lăng lệ, quả thực vô cùng đáng sợ. Có chút ý tứ. Hai mắt Diệp Hiên khẽ động, cũng không thấy hắn có động tác gì, hỗn độn huyền hoàng kiếm xuất hiện trong tay, theo Diệp Hiên chém ra một kiếm, một đạo kiếm mang mười vạn dặm nghịch thiên mà lên. Một kiếm này giản dị tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa tu vi khủng bố đến cực điểm của Diệp Hiên, hoàn toàn có lấy bi năng hủy thiên diệt địa. Oanh Hai đại kiếm mang đối oanh cùng một chỗ trên bầu trời, trăm triệu vạn dặm thiên địa đều đang ù ù rung rẩy kiếm ý khủng bố đang băng xạ tám hướng sơn xuyên đại địa đều đang trầm luân khủng bố xoẹt sau một khắc một vị thiếu niên chớp mắt đã tới trực tiếp xuất hiện giữa không trung khí tức thiếu niên này băng lãnh chỉ có trong tay cầm lấy một thanh đoạn kiếm toàn thân đều tản ra khí tức cực kỳ khó lường diệp thiếu du ánh mắt thiếu niên lạnh lẽo nói tiểu thí hài nhà ngươi là ai diệp hiên cười hắn tự nhiên nhận ra thiếu niên này thiếu niên này giống như quân vô song đều là thiên kiêu trong cường giả chỉ là dịp hiên ra vẻ không biết ngược lại còn đang trêu chọc đối với hắn suy cho cùng bộ dáng hắn lớn hơn thiếu niên kia nhìn thật đúng là vô cùng non nớt ngươi dám nhục mạ ta oanh ánh mắt thiếu niên băng lãnh một luồng hàng mang lạnh đến cực hạn đoạn kiếm trong tay ầm vang ra khỏi vỏ trực tiếp rút ra vạn đạo hàng mang một kiếm liền chém dết tới diệp hiên kiếm ý thật bén nhọn nội tâm diệp hiên nhất kinh hắn liền cảm thấy uy hiếp chứng minh một kiếm này hoàn toàn chính xác đáng sợ chỉ là còn tốt mặc dù diệp hiên cảm thấy uy hiếp nhưng một kiếm của thiếu niên này còn chưa thể gây thương tổn được hắn ầm uhm. diệp hiên đấm ra một quyền hủy diệt ma quyền gào thét mà đi trực tiếp triệt tiêu một kiếm diệp thiên của thiếu niên này chỉ là sơn mạch quanh mình đều hóa thành tro bụi động phủ của diệp hiên cũng biến mất không thấy đâu có thể tiếp được hai kiếm lý thái sơ ta, ta đích xác đánh giá thấp ngươi. Thiếu niên thu kiếm mà đứng, cũng không tiếp tục xuất kiếm đối với Diệp Hiên, chỉ là tư thái hắn cao cao tại thượng, như là không cho rằng Diệp Hiên là đối thủ của hắn. Tiểu thí hài, đại nhân nhà ngươi đâu? Luận trang bức Cho tới bây giờ Diệp Hiên chưa từng thua ai, thiếu niên đang giỏng dạc trước mặt hắn, Diệp Hiên tất nhiên không để hắn vừa lòng đẹp ý. Ngươi chỉ giỏi tranh đua miệng lưỡi. Sắc mặt Lý Thái Sơ âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên có sát ý lấp lóe. Mặc dù thoạt nhìn hắn như là thiếu niên, nhưng kỳ thực hắn đã sống khoảng chừng 500 triệu năm, so với Diệp Hiên, hắn còn lớn tuổi hơn Diệp Hiên rất nhiều rất nhiều. "Thế nào, ngươi muốn đánh với ta một trận?" Diệp Hiên cười, hắn vô cùng tò mò đối với Lý Thái Sơ, bởi vì đối phương vậy mà cho hắn một loại cảm giác uy hiếp, mà loại cảm giác này cũng không có xuất hiện trên người quân vô song. "Giết ngươi không khó." nhưng bây giờ giết ngươi sẽ hao tổn tu vi ta cho nên hôm nay ngươi có thể yên tâm tính mạng của ngươi có thể không lo cùng vọng cùng vọng cực đoan cùng vọng khiến diệp hiên ngạc nhiên tự nhận diệp hiên hắn liền là một người vô cùng cùng vọng nhưng hôm nay xem ra hắn được mở rộng tầm mắt lý thái sơ này vậy mà còn cùng vọng hơn hắn rất nhiều người muốn giết ta nhưng cuối cùng đều chết trong tay ta mặc dù ngươi không giống bọn hắn nhưng ta nghĩ kết quả của ngươi cùng bọn hắn hẳn cũng không khác nhau." Diệp Hiên mỉm cười. Lúc này, Lý Thái Sơ đã tỉnh táo lại, mặc kệ Diệp Hiên khích hắn như thế nào, hắn cũng không tức giận, mà là nhàn nhạt nhìn Diệp Hiên nói: "Ngươi có thể tiếp hai kiếm của ta, hoàn toàn chính xác xứng làm đối thủ của ta, chỉ là ta còn bốn kiếm không ra, không biết ngươi có thể chống được mấy kiếm." "Diệp Thiếu Du, giao hắn ra đi." Lý Thái Sơ mười phần có ý uy hiếp Thật là không để Diệp Hiên vào mắt, bởi vì hắn mười phần tin tưởng Pháp và đạo của mình. Ngươi muốn lấy người trong tay ta, để xem ngươi đủ bản lĩnh hay không? Diệp Hiên lạnh lùng cười một tiếng, đối với loại người cùng vọng đến cực điểm này, chỉ có chân chính dẫm hắn dưới chân, mới có thể triệt để đánh nát tất cả kiêu ngạo của hắn. Ngươi là đang bức ta xuất thủ. Hai mắt Lý Thái Sơ hiếp lại, hắn lại lần nữa cầm lên đoạn kiếm, chỉ là lần này thân thể hắn đang phát sáng đây là một loại ánh sáng có hai màu xanh và đen xen lẫn, vậy mà khiến tâm thần Diệp Hiên đang hơi hơi rung động. Thiếu Du Huynh cẩn thận, hắn giết thần tử thời không? Lục Giao Tinh vội vàng lên tiếng nhắc nhở Diệp Hiên, rất sợ Diệp Hiên nhất thời chủ quan mà chết trong tay Lý Thái Sơ. Ừm. Nghe được câu nói này, Diệp Hiên hơi ngẩn ra, hắn rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc dò xét Lý Thái Sơ, một vẻ trầm trọng vạch qua đáy mắt hắn. Rất mạnh, so với quân vô song cũng chỉ mạnh không yếu. Đặc biệt là chui đoạn kiếm trong tay Lý Thái Sơ, vậy mà đang ngưng tụ ra kiếm ý hắn chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa chính đại thiên môn của Lý Thái Sơ cũng đã mở ra toàn bộ. Thần tử thời không sớm đã mở ra chính đại thiên môn, nhưng còn chết dưới kiếm Lý Thái Sơ, võn vẹn một điểm này, liền khiến Diệp Hiên biết rõ kiếm ý của Lý Thái Sơ cực kỳ lợi hại. Lục diệt sát sinh, thiên địa độc tôn. Ầm ầm. Lý Thái Sơ đang chậm rãi bạc kiếm, phương thiên địa này đều đang khủng bố ngưng trệ, chỉ có một đạo kiếm quan đang nở rộ trong tay hắn. Diệp Thiếu Du, có thể chết dưới đệ tam kiếm lục diệt sát sinh, ngươi cũng có thể chết mà nhắm mắt. Lý Thái Sơ lạnh giọng thì thầm. Xú tiểu tử, ngươi thật đúng là rất cuồng vọng, hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút. Hai mắt Diệp Hiên hiếp lại, chính đại thiên môn ầm vang mở ra, lực lượng nhân quả hủy diệt đồng thời tràn ra, một đạo tinh quang cũng bắt đầu nở rộ trên người diệp hiên lúc này diệp hiên không chỉ vận dụng hai đại lực lượng chí cường càng là vận khởi tinh nguyên quyết chân chính đem lý thái sơ đối đãi như một đại địch đại chiến hết sức căng thẳng hư không thiên địa không ngừng sụp đổ khí thế hai người liền đã nhảy lên tới đỉnh điểm chỉ thiếu một cơ hội là nổ tung liền sẽ phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian liền trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thân ảnh bỗng nhiên xâm nhập đến phiến thiên địa này, càng kèm theo giọng nói vui cười. hai vị đạo hữu khoan động thủ đã có chuyện gì không thể nói sao? chém chém giết giết là không giải quyết được vấn đề. một vị nam tử thân mặc y phục màu xanh ngăn chính giữa diệp hiên cùng lý thái sơ cũng là theo người này xuất hiện, sắc mặt lý thái sơ đột biến, đoạn kiếm sắp rút ra vậy mà thu về. khương phù sinh, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. À. hừ. Lý Thái Sơ vậy mà quay người rời đi, căn bản không có nửa điểm lưu lại, nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, hắn vậy mà có vẻ kiên kỵ với nam tử áo xanh này. Hắc hắc! Nhìn thấy Lý Thái Sơ đi xa, Khương Phù Sinh xỉm xỉm cười một tiếng, mới nhìn về phía Diệp Hiên nói. Diệp Huynh, hắn chỉ là tiểu thí hài, ngươi tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn, ngươi tiếp tục tìm tu, ta đi tìm hắn tâm sự. Xoẹt! Khương Phù Sinh nói xong lời này, Hóa thành một luồng hồng quang truy tìm Lý Thái Sơ, điều này cũng khiến cho hai mắt Diệp Hiên thâm thúy đến cực điểm. Tu vi thật mạnh, ta vậy mà lại nhìn không thấu được hắn. Nếu như Lý Thái Sơ vừa rồi khiến Diệp Hiên xem như đại địch, vậy Khương Phù sinh xuất hiện, vậy mà khiến Diệp Hiên không cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì, liền tựa như hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nhưng không có uy hiếp, mới là uy hiếp lớn nhất. Thậm chí ngay cả Diệp Hiên cũng nhìn không thấu người này. Vậy đã nói rõ tu vi đối phương mạnh hơn cổ phân thân này của hắn. Hơn nữa, tiểu tử Lý Thái Sơ này cùng vọng đến cực điểm, gặp Khương Phụ Sinh vậy mà quay người rời đi, đây cũng nói rõ Khương Phụ Sinh hoàn toàn chính xác không đơn giản. Xem ra ta thực sự đã coi thường những nghịch thiên yêu nghiệt này. Diệp Hiên lẩm bẩm thì thầm, từ quân vô song đến Lý Thái Sơ, cho đến Khương Phụ Sinh vừa mới xuất hiện, chân chính đổi mới nhận biết của Diệp Hiên về mấy người kia. Rất mạnh tuyệt đối không kém hắn, hơn nữa Khương Phụ Sinh này tuyệt đối còn mạnh hơn hắn. Đương nhiên, cái gọi là mạnh, chỉ là mạnh hơn phân thân Diệp Hiên, nếu như bản tôn ở đây, Diệp Hiên tin tưởng hắn trực tiếp liền có thể trấn sát mấy người kia. Thiếu Du Huynh, Đa Tạ Trong lúc Diệp Hiên trầm tư, lục giao tinh gian nan đứng dậy, không người cúi đầu hướng Diệp Hiên, trên mặt phơi bày ra vẻ cảm kích. Nếu như không phải có Diệp Hiên, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có khả năng sống sót hắn như thế nào lại không cảm động đến rơi nước mắt vì sao ngươi lại bị lý thái sơ truy sát như thế diệp hiên nói chuyện này nói rất dài dòng cho ta một hồi rồi sẽ tỉ mỉ nói với ngươi trước tiên chúng ta cần chuyển sang nơi khác nói chuyện lục giao tinh cười khổ nói được diệp hiên nhẹ gật đầu trực tiếp mang lấy lục giao tinh đi xa suy cho cùng một kích vừa rồi của lý thái sơ trực tiếp biến chỗ của hắn đánh thành một phiến đất hoang vu, hoàn toàn chính xác không thể ở lại. Diệp Hiên mang theo Lục Giao Tinh một lần nữa xây dựng lại một tòa động phủ, theo cửa động chậm rãi đóng lại, cũng chỉ còn lại hai người Diệp Hiên cùng Lục Giao Tinh. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Diệp Hiên nói. Ai? Lục Giao Tinh tự nhiên thở dài, từ từ đem chuyện đã xảy ra nói ra. Năm đó hắn cùng Diệp Hiên kết minh ước định tại Bách Tử chiến tràng, đáng tiếc phương vị truyền tống hai người không giống nhau, qua nhiều năm như vậy, Lục Giao Tinh cũng là một mình tu luyện. Còn tốt, tu vi hắn cũng được tính là cường đại, hơn nữa còn là truyền nhân thời Không Thần Điện, trừ ba đại yêu nghiệt nghịch thiên, còn lại cũng không có người nào có thể uy hiếp hắn. Lục Giao Tinh tự nhiên cũng nghe được sự tích Diệp Hiên, nhưng là hắn đang bế quan khổ tu, nên cũng không đến tìm Diệp Hiên chỉ là khi dịp hiên giết thần tử hỗn độn sau đó là quân vô song xuất thế mấy vị thanh niên thiên kiêu trước kia một mực yên lặng giờ cũng lần lượt thể hiện ra tu vi cường đại mà khủng bố của bọn hắn mà lý thái sơ vừa rồi thời điểm hắn xuất thế liền đi khiêu chiến thần tử thời không mặc dù thần tử thời không vô cùng lợi hại cũng mở ra chính đại thiên môn nhưng ứng đối với kiếm của lý thái sơ căn bản không phải là đối thủ của hắn một kiếm vỏn vẹn chỉ là một kiếm thần tử thời không bị giết chết ngay tại chỗ, ngay cả tuế nguyệt trường hà cũng không kịp tế ra, một kiếm kia của Lý Thái Sơ quá khủng bố, hiện tại lục giao tinh hồi tưởng lại cũng rung rẩy. Mà hắn bị Lý Thái Sơ truy sát, nguyên nhân căn bản chính là bí pháp thời không, Lý Thái Sơ muốn có bí pháp thời không. Chỉ là Lý Thái Sơ giết thần tử thời không, cũng không tìm được bí pháp, đây tất nhiên cũng khiến hắn để mắt tới lục giao tinh. Sau đó chuyện đã xảy ra liền rất đơn giản, lý thái sơ tìm tới lục giao tinh bức bách hắn giao ra pháp môn thời không đáng tiếc lục giao tinh thà chết không theo vì thế mới xuất hiện một màn như vừa rồi thì ra là như vậy diệp huynh chậm rãi gật đầu thiếu du huynh vừa rồi thật sự tạ ơn ngươi nếu như không phải ngươi xuất hiện cái mạng nhỏ này của ta không phải là bị ném ở chỗ đó mất rồi lục giao tinh lại lần nữa cúi đầu nói không sao không sao ngươi và ta rất là hợp ý ta sao có thể nhìn ngươi chết oan trong tay tên tiểu tử cuồng vọng kia đâu. Diệp Hiên mỉm cười, tiếp tục nói. Chỉ là Khương Phù Sinh vừa rồi là ai, ta nhìn thấy dáng vẻ của Lý Thái Sơ giống như có chút sợ hắn. Khương Phù Sinh. Nói đến người này, lục giao tinh liền biến sắc, mà sau đó lại chậm rãi lắc đầu nói. Người vẫn luôn rất cổ quái, chỉ là người này có một cái bệnh, mặc kệ ở chỗ nào xảy ra chiến đấu, hắn cũng sẽ xuất hiện cực nhanh để khuyên can nếu như hai bên không nghe hắn, vậy hắn liền trấn áp hai người, hơn nữa càng không có người nào có thể địch được hắn trong một hiệp. Trừ hai người kia ra, còn có ba người cũng mười phần cường đại. Lục Giao Tinh trầm trọng nói. Nga, đều là ba người kia. Hai mắt Diệp Hiên khẽ động nói. Một là quân vô song, nàng là nữ tử, chỉ là tu vi mười phần khủng bố, cả thiên nữ vận mệnh cũng thua trong tay của nàng. Còn có một người, người này tu luyện là ma công, cũng mở ra chính đại thiên môn hơn nửa người này mười phần tàn bạo không biết nhiều ít thánh tử thiên kiêu chết trong tay của hắn người cuối cùng cũng là người thần bí nhất người này tu luyện cũng là tà môn ma công chỉ là hắn là người có vai trò thấp nhất có rất ít người gặp qua hắn xuất thủ thêm lý thái sơ cùng khương phụ sinh năm người bọn hắn là mạnh nhất trong bách tử chiến tràng lục giao tinh nói đến đây chợt tỉnh ngộ nói đương nhiên còn có thiếu du huynh ngươi dùng tu vi của ngươi cũng tuyệt đối không thua bọn họ nghe được lục giao tin giảng thuật nội tâm diệp hiên khẽ nhúc nhích quân vô song cùng hai người vừa rồi không cần phải nói diệp hiên đều đã gặp qua hai người còn lại nếu như diệp hiên đoán không có sai người tu luyện ma công chính là đồ nhi của hắn diệp huyền ma còn người cuối cùng chắc hẳn cũng cực không đơn giản lục huynh ngươi ở lại nơi này mà tu luyện cho tốt ta ra ngoài gặp bọn hắn một lần Diệp Hiên tỉnh cực tư động, hắn rất muốn xem thực lực của những người này một chút, càng có một tính toán cực kỳ tàn bạo. Trừ Diệp Huyền Ma, hắn không thể giết, về sau còn có tác dụng lớn với Diệp Hiên, bốn người còn lại kia đều là một phần bảo tàng cực lớn A. Nếu như Diệp Hiên đoán không có sai, bốn người này đều có pháp và đạo của chính mình, hơn nữa cũng là mở ra chính đại thiên môn. Nếu như thông vệ tu vi bọn hắn, tu vi bản tôn nhất định sẽ tăng vọt, không dám nói là có thể mở ra chính đại thiên môn hay không nhưng mà chắc hẳn cũng không kém là bao nhiêu hơn nữa một mặt phân thân bế quan khổ tu đây đối với diệp hiên mà nói đã vô dụng nhưng giao thủ cùng những người này hắn có thể tìm được cơ hội khiến chính môn hợp nhất thiếu du huynh ngươi cũng phải cẩn thận một ít a à, năm người này mỗi người đều không đơn giản ngay cả tam đại yêu nghiệt nghịch thiên cũng không phải là đối thủ của bọn hắn toàn thân lục giao tinh rung lên nói cảm giác được lục giao tinh sợ hãi, nội tâm Diệp Hiên thở dài, hắn biết một thiên tài đã vẫn lạc khiến trong lòng lục giao tinh dân lên sợ hãi, con đường phía trước của hắn đã đoạn mất, từ đây về sau lại không có cơ hội tranh đoạt vạn cổ chí cường. Đại đạo như thiên, lòng không sợ hãi. Chỉ có thẳng tiến không lùi, nghị lực bất khuất đi tới, mới có thể tranh đoạt được cái ghế vạn cổ chí cường kia. Trước đó Thương Hoài Diệt liền là một ví dụ rất tốt, ý chí và tinh thần của hắn sa sút lòng mang e ngại, cuối cùng là biến thành một thành viên trong chúng sinh, lúc này lục giao tinh cũng là bước theo góc hắn. Đại đạo tranh phong, không tiếng ác lùi. Trên con đường tranh đoạt vạn cổ chí cường này, phủ đầy xương cốt, chỉ có đạp lên thi cốt người khác mới có thể rèn luyện đi tới. Đáng tiếc, lục giao tinh đi rất xa, nhưng mà cuối cùng lại ngừng lại ở bách tử chiến tràng, lần dừng lại này liền là vĩnh viễn, tối đa hắn cũng chỉ có thể tu luyện đến nửa bước chí cường, đây chính là điểm cuối của hắn. Lục huynh, ngôi vị trí cường không có duyên với ngươi, về sau an tâm làm chúa tể một phương, đừng triêm nhiễm những phân tranh này. Trước khi Diệp Hiên rời đi, nhẹ giọng căn dặn đối với lục giao tinh. Thiếu du huynh. Mặc dù tâm lục giao tinh có e ngại, nhưng suy cho cùng hắn cũng mười phần thông tuệ, mặc dù Diệp Hiên không nói ra nội tâm e ngại của hắn, nhưng trong giây lát lục giao tinh hiểu được hàm ý của Diệp Hiên. Một vẻ bi thương cười khổ phát họa trên khóe miệng lục giao tinh, hắn chậm rãi gật đầu nói giao tinh thụ giáo, nếu như ta có thể còn sống ra khỏi bách tử chiến tràng, từ đây về sau không dám nửa điểm nấp nghé đối với ngôi vị trí cường. Nhân sinh như sương mai, như mộng cũng như huyễn, ngươi có thể nhìn rõ chính mình, đây là một chuyện tốt, ngươi cũng không cần canh cánh trong lòng. Cửa động mở ra, Diệp Hiên nhanh chân đi ra, chỉ là giọng nói của hắn quanh quẩn bên tai lục giao tinh. Hắn là Nhìn bóng lưng Diệp Hiên rời đi, lục giao tinh ngơ ngác không nói nên lời, một cảm giác cực kỳ quen thuộc đang sinh sôi trong lòng hắn nhưng loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất cuối cùng là khiến lục giao tinh bất đắc dĩ thở dài hai người bọn hắn thật giống nhau a à? trong đầu lục giao tinh vạch qua một thân ảnh rất lâu trước đó nếu như người này còn sống hắn có thể trấn áp cả bách tử chiến tràng chỉ là lục giao tinh khe khẽ thở dài người này sớm đã vẫn lạc vĩnh viễn không thể xuất hiện trở lại thương khung vô ngân vân tiêu trải rộng Diệp Hiên đang dạo bước mà đi, cả người đi xuyên qua trời cao, càng cảm thụ được khí tức của những người kia. Tại nơi này, bỗng nhiên, hai mắt Diệp Hiên sáng lên, hắn cảm nhận được một cổ khí cơ cực kỳ khủng bố, lúc này đang được truyền đến từ ngàn vạn dạm phía trước. Oanh! Diệp Hiên bước ra một bước, cả người kích xạ về phía cổ khí tức này. Một tòa sơn cốc vô danh. Lý Thái Sơ ôm kiếm đi tới, theo mỗi một bước hắn bước ra, kiếm quan quanh thân cũng đang lấp lóe tựa như cả người hắn liền là một thanh kiếm có thể xé rách mái vòng thiên địa ở phía sau hắn một bộ thi thể ngã trong vũng máu bộ thi thể này chính là thần tử vạn linh hiển nhiên mới vừa bị một kiếm của lý thái sơ chém giết vị thần tử vạn linh này ngay cả một kiếm cũng không thể tiếp được ngươi đến đây thiên nữ bất tử sợ hãi gầm thét bên cạnh nàng còn có một nữ tử vậy mà lại là đồ đệ của nhân đạo lạc giao Hai người hoảng sợ nhìn Lý Thái Sơ đang đi về phía hai nàng, bước chân đang không ngừng lùi lại, trong mắt đã hiện ra vẻ tuyệt vọng. Giao bất tử tiên kinh cùng vạn trượng hồng trần pháp ra, nếu không các ngươi liền có kết cục như thần tử vạn linh. Lý Thái Sơ lạnh lùng mở miệng. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Lạc giao căm hận trống to, nàng tuyệt đối sẽ không giao ra vạn trượng hồng trần pháp, mà sắc mặt thiên nữ bất tử cũng là băng hàng, căn bản không có khả năng khuất phục nếu các ngươi đã không nguyện ý vậy liền chết dưới kiếm của ta đi tranh 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 tay lý thái sơ thả lên đoạn kiếm một cổ kiếm ý kinh thiên đang xông lên thiên không toàn thân hắn cũng tản ra ánh sáng kinh người đoạn kiếm trong tay đang được chậm rãi rút ra kiếm còn chưa hiện nhưng kiếm ý lục diệt sát sinh đã khiến thiên địa ngưng trệ chỉ cần rút ra một kiếm này hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ số tiểu tử nhà ngươi thật đúng là không biết thương hương tiết ngọc a à bỗng nhiên không chờ lý thái sơ rút ra đoạn kiếm diệp hiên lặng yên xuất hiện giữa sơn cốc càng là một mặt hí ngược nhìn hướng lý thái sơ lại là ngươi sau một khắc sắc mặt lý thái sơ phát lạnh khí tức quanh người đều đang dao động bởi vì trước mặt hắn là diệp hiên đã giúp lục giao tinh thoát được một mệnh chính mình còn chưa tìm hắn tính toán vậy mà lúc này hắn lại lần nữa xuất hiện diệp huynh thiên nữ bất tử vốn là đã tuyệt vọng nhưng khi diệp hiên xuất hiện trong mắt nàng một lần nữa tỏa ra thần thái. Diệp Thiếu Du, ngươi còn muốn xen vào việc của người khác. Oanh! Lý Thái Sơ thật sự tức giận, ánh mắt hắn lãnh lệ đang nhìn chăm chú Diệp Hiên, một cổ sát cơ cực kỳ khủng bố đang bộc phát ra. Ta hoàn toàn chính xác là người thích xen vào chuyện của người khác, huống hồ thiên nữ bất tử hợp ý cùng ta, tất nhiên ta không thể thấy chết không cứu. Diệp Hiên cười nói. Lúc này, nhìn bóng lưng Diệp Hiên như núi, nghe được lời như tình của hắn sắc mặt thiên nữ bất tử đỏ lên nội tâm sinh ra cảm giác thẹn thùng bởi cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân từ xưa đến nay liền có thể lay động tiếng lòng nữ tử ngay cả thiên nữ bất tử cũng không ngoại lệ vốn dung nhan diệp hiên đã liền khiến nàng cảm thấy trầm luân lúc này diệp hiên còn là anh hùng cứu mỹ nhân triệt để khiến thiên nữ bất tử đem cả trái tim thắt đến trên người diệp hiên đáng tiếc thiên nữ bất tử cũng không biết diệp hiên cũng không phải thật muốn cứu nàng hắn không tự tay giết nàng thì cũng đã là khai ân. Suy cho cùng bất tử thiên chủ cùng Diệp Hiên có đại thù sinh tử, Diệp Hiên cứu nàng tất nhiên có mục đích, nếu không hắn làm sao lại quản chuyện không liên quan tới mình. Mà Lạc Giao là đồ đệ của nhân đạo chủ nhân, Diệp Hiên cũng không muốn cứu. Nhưng nhân đạo chủ nhân có ân đối với Diệp Hiên, mà Diệp Hiên là người có ân tất báo, nhìn mặt mũi nhân đạo chủ nhân, hắn cũng chỉ có thể thuận tay mà cứu. Chỉ là vấn đề mấu chốt nhất là, Diệp Hiên rất muốn nhìn xem Lý Thái Sơ này, đến cùng mạnh đến thế nào. Diệp Thiếu Du, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngược lại chính ngươi đưa mình tới cửa, vậy hôm nay ta liền một kiếm chém giết ngươi, vừa vặn chiếm lấy hủy diệt ma công của ngươi. Lý Thái Sơ lạnh lùng nói. Diệp Hiên cười, chỉ là nụ cười của hắn rất kinh miệt, càng lộ ra một vẻ tàn bạo. Người tự tin là chuyện tốt, nhưng vô tri sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Diệp Hiên thản nhiên nói chỉ bằng ngươi. Ha ha ha. Lý Thái Sơ lên tiếng cười lớn, tựa như nghe được một chuyện rất buồn cười, sau một thắc sắc mặt hắn bỗng nhiên băng hàng nói. Lý Thái Sơ ta tu luyện 500 triệu 3 hai vạn năm, tự mình tìm hiểu ra lục diệt sát sinh kiếm đạo, càng là mượn lục diệt sát sinh sáng tạo ra pháp và đạo bản thân, không biết trải qua bao nhiêu là long đông trắc trở, mới có thể đạt tới tu vi ngày hôm nay, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? A. À diệp hiên cười nhạt nói sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu một núi còn có một núi cao hơn khoác lát ai cũng nói được cũng không biết ngươi có bản lĩnh bao lớn ban lang sau một khắc lý thái sơ lại không nói nhảm gì hắn ầm vang rút đoạn kiếm cầm trong tay ra một kiếm này trảm quỷ thần một kiếm này nhất định muốn chém diệp hiên hình thần câu diệt mà chết lục diệt kinh quỷ thần xoẹt một kiếm chém ra quỷ khóc thần hào, một kiếm này khiến phong vân thiên địa biến ảo, một kiếm này khiến không gian tám hướng nổ tung, một kiếm khủng bố này chém tới diệp hiên, nhân quả đảo ngược. diệp hiên bước ra một bước, nhân quả hồng hà dâng lên mạng thiên, lực lượng nhân quả thần bí đè ép thiên địa, Tựa như vạn vật đều đang đảo ngược mà về. giết, quỷ khóc thần hào, tất cả thiên địa buồn rầu, lý thái sơ quá mức khủng bố kiếm đạo lục diệt sát sinh đánh đâu thắng đó, mặc dù đụng phải ảnh hưởng của lực lượng nhân quả, nhưng vẫn là ngang nhiên chém xuống Diệp Hiên. Định Sắc mặt Diệp Hiên hơi biến đổi, trong miệng truyền đến một tiếng quát to, một chỉ hắn điểm tới đoạn kiếm, một vệt hồng hà đang tỏa sáng hào quang. Vạn vật từ nhân mà lên, từ quả mà kết thúc, nhân quả tương sinh, định lý vạn vật. Một chỉ này của Diệp Hiên là nhân quả đạo lý, có thể định càng khôn, có thể định vũ trụ, có lấy uy năng kinh thiên quỷ thần khó lường. Ken Một chuyện cực kỳ khủng bố xuất hiện. Một kiếm này của Lý Thái Sơ không thể chém xuống, một ngón tay đè lên đoạn kiếm, bất kể Lý Thái Sơ thôi động kiếm ý như thế nào, vẫn là không cách nào làm gì được Diệp Hiên. Oanh Kiếm ý vỡ nát, nhân quả tán tận, một kích này của hai người bất phân thắng bại, đồng thời bị bắn bay mà đi, năng lượng kinh khủng kia triệt để nổ tung, trực tiếp đem trọn cả tòa sơn cốc hóa thành tro bụi. Lục diệt thiên địa biến. Không chờ Diệp Hiên dừng hẳn, giọng Lý Thái Sơ gầm thét truyền khắp thiên địa, hắn từ bên ngoài trăm vạn dặm chém ra một kiếm, một kiếm này liền khiến thiên địa biến đổi. Trăng rắc. Thương khung đang đoạn liệt, đại địa đang trầm luân, một kiếm này từ trên thương khung chém xuống, hóa thành kiếm mang trăm vạn dặm trấn diệt xuống Diệp Hiên. Nhân quả thiên định, vạn xuyên quy hải hai tay diệp hiên bấm niệm pháp quyết hồng hà mạng thiên đang dâng lên trong dây lát hóa thành một bàn tay che trời nghịch thiên mà nên đón một kích phía trên của lý thái sơ oanh thiên băng địa liệt tám hướng đều là diệt Một kích này của hai người hoàn toàn vượt qua lực lượng tòa thiên môn thứ chín nên có đối oanh cùng một chỗ trong dây lát lực lượng sinh ra nổ tung càng khiến cho cả bách tử chiến tràng rung động không dứt ầm uhm. chuyện khủng bố phát sinh một kiếm của lý thái sơ thực sự rất khủng bố vậy mà trực tiếp trảm nát bàn tay khổng lồ kia dư uy không giảm tiếp tục trảm diệt xuống diệp hiên chết đi lý thái sơ đắc ý cười lớn có đầy đủ lòng tin với đệ nhị kiếm của mình kết ứng đối với một kiếm hủy thiên diệt địa này diệp hiên cho mày hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn một luồng tinh quang đang phóng lên tận trời vậy mà hóa thành thần cấm tuyệt thế trấn diệt về hướng một kiếm này ầm uhm. Rốt cuộc, trong một tiếng đổ vang kình thiên truyền tới, đệ nhị kiếm của Lý Thái Sơ bị Diệp Hiên làm cho biến mất, tinh quang của tuyệt thế thần tấm đại phóng, càng là ầm vang trấn áp về hướng Lý Thái Sơ. Đây là thủ đoạn của hỗn độn tinh sư, cũng là lực lượng của hỗn độn tinh sư, ứng đối với lục diệt kiếm ý cường hoành vô song của Lý Thái Sơ, Diệp Hiên cũng chỉ có thể vận dụng tinh nguyên quyết. Trảm Sắc mặt Lý Thái Sơ hơi biến, hắn ầm vang rút kiếm chém ra, tuyệt thế thần cấm trực tiếp hóa thành tinh quan mạng thiên tiêu tán không thấy mạnh rất mạnh mạnh đến đáng sợ không thể không nói mặc dù lý thái sơ vô cùng cuồng vọng nhưng mà hắn thật sự có cơ sở để cuồng vọng võng vẹn chân ý lục diệp kiếm đạo của hắn đã liền mang đến cho diệp hiên áp lực rất lớn người đi ra pháp và đạo bản thân quả nhiên đáng sợ nội tâm diệp hiên ám ngữ hắn không thể không thừa nhận bộ phân thân này của mình so với lý thái sơ còn kém hơn một ít phân thân tu luyện chỉ là pháp môn chí cường căn bản không có pháp và đạo của chính mình bên ngoài nhìn như cường đại kỳ thực lại có quá nhiều thiếu hụt chỉ có thích hợp với bản thân mới là tốt nhất lý thái sơ đi ra con đường của mình chân ý lục diệt kiếm đạo là hắn sở ngộ cũng là pháp môn thích hợp nhất với hắn hai người cùng là chính tòa thiên môn chênh lệch bên trong cực kỳ bé nhỏ chỉ là lục diệt kiếm đạo hoàn toàn chính xác có một điểm áp được Diệp Hiên. Diệp Hiên cũng không thể không thừa nhận, thật sự là hắn có chút xem thường Lý Thái Sơ, nếu như võng vẹn chỉ dựa vào bộ phân thân này mà chiến, hắn có khả năng bị đánh bại rất lớn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng một thời gian, mấy luồng lưu quan từ khắp nơi kích xạ mà đến, chính là bọn người quân vô song. Có ý tứ, Lý Thái Sơ chiến đấu cùng Diệp Thiếu Du, ta cũng rất muốn nhìn xem người nào mạnh hơn một bậc. Quân vô song thân mặc y phục màu tím, tử cực thiên lực đang vần quanh, tu vi nàng đã mạnh hơn so với trước đó, tử quan trên người cho người ta một loại cảm giác tim đập nhanh. Hai vị đạo hữu chớ tức giận, không bằng ngồi xuống từ từ nói chuyện như thế nào. Khương Phụ Sinh làm ra bộ dáng người hiền lành, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp hiên vạch qua một vẻ nghi hoặc. Không biết rõ vì sao, mặc dù Khương Phụ Sinh có thể nhìn xuyên qua tu vi thần tử hủy diệt, càng tin tưởng mình có thể dễ dàng đánh bại hắn nhưng trong nội tâm của hắn có một chút bất an, luôn có cảm giác Diệp Thiếu Du thần tử hủy diệt này giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng Khương Phụ Sinh lại tìm không ra nguyên nhân, điều này cũng khiến cho hắn vô cùng hiếu kỳ đối với Diệp Hiên. Trận đại chiến này quả nhiên có ý tứ, kiếm ý của Lý Thái Sơ càng ngày càng lăng lệ, cũng không biết Diệp Thiếu Du có thể chống được bao nhiêu kiếm của hắn. Một tên nam tử mặc y phục màu đen đứng chắp tay sau lưng, hắn nhàn nhạt nhìn hai người, một luồng ma quan tà ác vạch qua từ đáy mắt hắn. Tà Bách Đồ Một người cực kỳ điệu thấp, hắn cũng là một trong mấy người rất ít khi xuất thủ. Nhưng mà cũng không có ai xem nhẹ bọn hắn, bởi vì thời điểm bọn hắn xuất thủ đều không có ai có thể sống sót, cho nên chiến tích liên quan tới hắn cơ hồ không có. Hanh, mặc dù Lý Thái Sơ lợi hại, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn. Bỗng nhiên, Diệp Huyền Ma nhanh chân mà đến, hắn ôm vai mà đứng, ma quan cực kỳ khủng bố che đậy hắn, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hung lệ. Diệp huyền ma, ngươi thật đúng là xem trọng Diệp thiếu du. Tà bắt đồ cười lạnh nói. Hắn tu luyện là lực lượng nhân quả hủy diệt, căn bản không đi ra pháp và đạo bản thân, mặc dù ban đầu không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà hắn sớm muộn cũng sẽ chết trong tay Lý Thái Sơ. Theo lời tà Bách Đồ nói, quân vô song nhẹ gật đầu tán thành, bởi vì đúng như tà Bách Đồ nói, một người chỉ là tu luyện pháp môn chí cường, căn bản sẽ không là đối thủ của Lý Thái Sơ. Thật sao? Diệp Huyền Ma cười khẩy, chỉ có một mình hắn biết đến cùng Diệp Hiên khủng bố tới cỡ nào, lúc này chỉ là một bộ phân thân của Diệp Hiên ở đây, nếu như bản tôn hàng lâm bọn hắn liền biết rõ cái gì là chân chính đại khủng bố. Đương nhiên, Diệp Huyền Ma cũng sẽ không tranh luận cùng bọn hắn, bởi vì như vậy sẽ bại lộ thân phận của Diệp Hiên, hắn cũng vui vẻ mà nhìn tràn đại hí huyền ma đạo hữu nhìn dáng vẻ của ngươi tựa như không tin tưởng lý thái sơ có thể giết chết dịp thiếu du chẳng lẽ ngươi nhìn ra cái gì khương phù sinh nghi vấn hỏi ta cũng không nhìn ra cái gì chỉ là ta dám khẳng định lý thái sơ không phải là đối thủ của hắn nếu như hiện tại hắn sớm nhận thua rút lui có thể còn lưu lại được cái mạng chó dịp huyền ma cười lạnh ừm cũng cùng là mấy người tối cường dịp huyền ma chắc chắn dịp hiên sẽ thắng điều này cũng khiến cho sắc mặt mấy người khác kinh ngạc, không biết vì cái gì mà Diệp Huyền Ma lại khẳng định như vậy. ầm ầm. Trong lúc mấy người nói chuyện, trong chiến trường lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Lý Thái Sơ đang dạo bước trường không mà đi, theo mỗi một bước hắn bước ra, dưới chân đều toát ra từng đóa từng đóa hoa sen màu đen, càng có kiếm quan khủng bố lượng lờ trên người hắn. Diệp Thiếu Du, trước kia ta từng nói, ngươi có thể tiếp được hai kiếm của ta, hoàn toàn chính xác xứng làm đối thủ của ta, nhưng võng vẹn cũng chỉ là đối thủ mà thôi. Kiếm thứ ba chắc chắn sẽ chém ngươi hình thần câu diệt mà chết. Công. Rút kiếm vấn thiên, vô song đương thời. Lý Thái Sơ lại lần nữa đem đè tay lên đoạn kiếm, hắn đang chậm rãi rút kiếm ra, chỉ là khuôn mặt hắn trở nên trang nghiêm mà trang trọng, hiển nhiên kiếm thứ ba này mười phần đáng sợ. Lúc này, sắc mặt Diệp Hiên âm trầm, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được kiếm thứ ba của Lý Thái Sơ rất khủng bố, nếu như chỉ dựa vào tu vi bản thân, muốn đón đỡ một kiếm này, chỉ sợ hắn cũng phải bị thương nặng. Chẳng lẽ phải triệu hoán chân thân hàng lâm? Trong đầu Diệp Hiên vạch qua ý nghĩ này, chỉ là sau một khắc liền bị hắn bác bỏ. Chỉ là một Lý Thái Sơ, liền có thể khiến hắn triệu hoán ra chân thân, đây thực sự là quá trẻ con một chút, Lý Thái Sơ còn không có tư cách này nhưng chỉ dựa vào tu vi cùng đại thuật mà phân thân nắm giữ, hắn muốn tiếp hạ kiếm thứ ba này hoàn toàn chính xác phải bỏ ra cái giá cực lớn. Chỉ là sau một khắc, ánh mắt Diệp Hiên nhất định, một vệt tự dễu được phát họa ra từ khóe miệng của hắn. Mặc dù phân thân không bằng bản tôn, nhưng mà cũng mở ra chính đại thiên môn, huống chi còn có ba pháp môn đại trí cường trên người. Nếu như chỉ vì điểm áp lực này liền muốn triệu hoán bản tôn hàng lâm, vậy chính Diệp Hiên cũng không vượt qua được cửa này của chính mình. Lục diệt càng không đảo. ban lang. Đoạn kiếm ra khỏi vỏ, rút ra kiếm mang vạn dặm, trong dây lát thiên địa đều trở nên tối sầm, khiến người ta không phân rõ ngày đêm, càng không tựa như điên đảo. giết, Oanh. Rốt cuộc đệ tam kiếm lục diệt được chém ra. Một kiếm này khiến thiên địa càng không đang đảo ngược, cảnh vật quanh mình đều đang ầm vang nghiền nát, chứng minh một kiếm này đáng sợ bao nhiêu. Phong. Diệp Hiên điểm vào hư không một chỉ, một luồng tinh quang thất luyện được bắn mạnh mà ra, trực tiếp tạo thành một cái thần cấm hộ thiên nên đón kiếm thứ ba. Mặc cho ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng phải chết dưới lục diệt kiếm đạo của ta. Quanh Đệ tam kiếm trực tiếp trảm phá hộ thiên thần cấm thành mảnh nhỏ, mang lấy kiếm mang điên đảo càng không vạn vật vô biên trấn diệt tới Diệp Hiên. Nhân quả tuần hoàng, sinh sôi không ngừng. ầm ầm Mạng thiên hồng hà đang dâng lên, lừng sợ nhân quả hồng tuyến được tế ra hóa thành một thanh thần kiếm nhân quả đang nghịch thiên mà lên ầm uhm. răng rắc lục diệt kiếm đạo quả nhiên đáng sợ đạo đại thuật thứ hai diệp hiên ngưng tụ ra cũng đang nghiền nát chỉ là kiếm thứ ba của lý thái sơ cũng bắt đầu tan rã hủy diệt ma quyền diệp hiên đấm ra một quyền quyền mang quan thiên đang nghịch thiên mà lên trong giây lát liền đem đệ tam kiếm của lý thái sơ đánh nát trong hư không đáng ghét một màn như thế trực tiếp khiến lý thái sơ lên tiếng gầm thét hắn thế nào cũng không nghĩ tới diệp hiên vậy mà lại ương ngạnh ngay cả đệ tam kiếm của hắn cũng không thể giết được hắn ngược lại để hắn đón lấy quả nhiên thật sự có tài tà bách đồ chậm rãi gật đầu chỉ bằng diệp hiên có thể tiếp hạ kiếm thứ ba của lý thái sơ liền khiến hắn một mắt xem trọng diệp hiên không có đi ra khỏi pháp và đạo chính mình liền có thể tiếp hạ ba kiếm của lý thái sơ thật sự là hắn đã rất mạnh quân vô song phê bình nói nghe được lời phê bình của hai người diệp huyền ma chỉ là cười cười không nói chuyện nếu như bọn hắn biết rõ lúc này chiến đấu với lý thái sơ chỉ là một bộ phân thân chỉ sợ hai người này cũng phải chấn kinh a diệp thiếu du cuộc nháo kịch này nên kết thúc rồi lý thái sơ thật sự đã tức giận ba kiếm đều không thể chém giết được diệp hiên hắn đã bắt đầu táo bạo tay hắn lại lần nữa đặt lên trên đoạn kiếm hiển nhiên liền muốn tế ra kiếm thứ tư chân ý lục diệt kiếm đạo quả nhiên đáng sợ có điều lý thái sơ cũng chỉ có thể chém ra bốn kiếm nếu như diệp thiếu du có thể tiếp được kiếm thứ tư vậy kế tiếp có thể sẽ có trò hay để nhìn khương phù sinh nói quả nhiên theo lời khương phù sinh nói xong mấy người đồng thời không lên tiếng bắt đầu nhìn vào trận chiến đấu của hai người đệ tứ kiếm diệp hiên cười lạnh thật sự là hắn không có lòng tin tiếp kiếm thứ tư của lý thái sơ chỉ là đáy mắt hắn dâng lên một vẻ điên cuồng. Diệp Hiên một mực đang tìm kiếm cơ hội khiến cửu môn hợp nhất, thậm chí hắn bế quan khổ tu nhiều năm cũng không có tìm được, nhưng hiện tại hắn đã sắp tìm tới. Nguy cơ sinh tử Đệ tứ kiếm của Lý Thái Sơ cho hắn cảm giác tử vong, chính là loại cảm giác giúp cho hắn tìm tới cơ hội cửu môn hợp nhất. ầm ầm Thông thiên quán địa, bá diệt thương khung. Toàn thân Diệp Hiên chấn động, cửu đại thiên môn sau lưng hắn luôn chuyển khủng bố, liền tựa như chính mặt trời lóa mắt, đang dần dần tương hợp cùng khí cơ trên người Diệp Hiên. Hắn muốn làm cái gì? Quân vô song khẽ giật mình. Chẳng lẽ hắn phải dùng cửu đại thiên môn chiến đấu hay sao? Khương Phù Sinh cũng là sững sờ. Cửu đại thiên môn không chỉ là biểu tượng của Tu Vi, cũng là một loại thủ đoạn công phạt, chỉ là vận dụng thiên môn chiến đấu, nếu như thiên môn có tổn hại, đại đạo bản nguyên tự thân cũng sẽ xuất hiện tàn khuyết cho nên có rất ít người dùng thiên môn tự thân để chiến đấu, trừ phi thật đi đến tuyệt lộ. Diệp Thiếu Du, ngươi hết biện pháp rồi sao? Ngươi tính dùng cửu đại thiên môn hộ thân, cũng không thể ngăn được đệ tứ kiếm hủy thiên diệt địa của ta. Lý Thái Sơ đang hung lệ gầm thét, đoạn kiếm trên tay hắn cũng đang run sợ, một cổ kiếm quan bạo ngược tới cực điểm lưu động trên người hắn, đoạn kiếm trong tay tràn ra kiếm ý vậy mà khiến không gian quanh mình vỡ nát. Lục diệt hủy thương sinh. Ban Lan Đệ tứ kiếm rốt cuộc được cũng được Lý Thái Sơ rút ra, thiên địa trong phút chốc thất sắc, chỉ có một đường lục diệt kiếm quan trở thành vĩnh hằng. Giết Xoẹt Một kiếm này thiên địa thất sắc. Một kiếm này chúng sinh trầm luân. Một kiếm này vạn vật chết hết. Diệp Hiên không cách nào hình dung được một kiếm này, thậm chí hắn cũng có một loại cảm giác sắp tử vong. Cửu môn hợp nhất, vạn pháp quy tông. Trong một khắc, diệp hiên lâm nguy không sợ hắn mạnh mẽ trống to tay đang bấm ra pháp quyết vô thượng cửu đại thiên môn tại khủng bố luân chuyển vậy mà ầm vang trùng điệp cùng một chỗ oanh trước nguy cơ tử vong bức bách diệp hiên rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để cửu đại thiên môn hợp nhất rốt cuộc trong thời khắc này khiến cửu đại thiên môn của phân thân hợp nhất tu vi phân thân cũng đạp vào hoàn cảnh bất hủ đại viên mãn làm sao có khả năng bất hủ đại viên mãn nói được cái gì tiếp liền ba lời nói kinh hãi truyền đến chính là quân vô song cùng bọn người khương phù sinh bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng khủng bố cử môn của diệp hiên hợp nhất hoàn toàn kinh hãi nói không ra lời ta đã sớm biết sẽ như thế này lý thái sơ ngu ngốc diệp huyền ma oán hận thì thầm kỳ thực hắn cũng không muốn diệp hiên thắng càng hy vọng lý thái sơ có thể giúp diệp hiên cho dù là một bộ phân thân cũng tốt nhưng lý thái sơ này ngu ngốc lại bị diệp hiên xem là đá mài đao gắn gượng chiến đấu khiến diệp hiên đi vào cảnh giới bất hủ đại viên mãn Giết trong vòng trời lý thái sơ cũng chấn kinh thất sắc đệ tứ kiếm đã là sát chiêu mạnh nhất của hắn hắn dám khẳng định có thể giết được diệp hiên nhưng hắn vạn lần cũng không ngờ diệp hiên dưới bức bách của đệ tứ kiếm vậy mà đem cửu môn hợp nhất chính thức đạp vào cảnh giới bất hủ đại viên mãn ầm ầm đệ tứ kiếm đã chém xuống nhưng tu vi diệp hiên đã đi vào bất hủ đại viên mãn cả người đều tản ra thần quan cực kỳ khủng bố. Phá cho ta. Diệp Hiên đấm ra một quyền, một quyền này không lòe loẹt gì, võng vẹn một quyền đơn giản nhất, nhưng cũng là một quyền kinh khủng nhất. Bởi vì một quyền này ẩn chứa uy năng bất hủ đại viên mãn, cho dù là đệ tứ kiếm của Lý Thái Sơ, căn bản cũng không có khả năng ngăn cản. Oanh. Thiên địa rung rẩy, kiếm quan băng diệt, một quyền Diệp Hiên đem đệ tứ kiếm của Lý Thái Sơ oanh phá thành mảnh nhỏ, Quyền mang vạn cổ khủng bố trực tiếp banh kích lên trên người Lý Thái Sơ. ầm! Uhm. Hoa! Lý Thái Sơ đẫm máu giữa trời, miệng phun ra lượng lớn tiên huyết, cả người cũng đang bay ngược lại, không biết đụng gãy bao nhiêu ngọn núi, trọn vẹn ngã ra trăm vạn dặm, mới hung hăng rơi đập trên mặt đất. Quá mạnh! Thực sự là quá mạnh! Bất hủ đại viên mãn khủng bố như vậy, trực tiếp hoàn ngược Lý Thái Sơ không ai bị nổi cái gọi là đệ tứ kiếm càng là bị diệp hiên đánh nổ trong thương khung kỳ thực lý thái sơ thật sự rất mạnh trong cùng cảnh bộ phân thân này của diệp hiên cũng mạnh nhưng hắn vô cùng không may mắn khi diệp hiên trở thành nhân vật bất hủ đại viên mãn khủng bố lý thái sơ căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn cửu đại thiên môn bất hủ tứ giai mỗi ba tòa thiên môn liền là một đường ranh giới mặc dù lý thái sơ mở ra cửu đại thiên môn nhưng hắn chỉ là bất hủ giai đoạn thứ ba mà thôi. Nhưng Diệp Hiên lại là cửu môn hợp nhất, đã đặt chân vào giai đoạn thứ tư, đây là một loại thay đổi, Lý Thái Sơ làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nếu như Lý Thái Sơ cũng có thể đạp vào bất hủ đại viên mãn, có thể kết quả hôm nay sẽ được thay đổi, đáng tiếc hắn không có được cơ hội này. Oanh Nhục thân Diệp Hiên xé rách trăm vạn dặm thương khung, ầm vang xuất hiện bên cạnh Lý Thái Sơ, hắn nhàn nhạt nhìn Lý Thái Sơ đang hôn mê bất tỉnh, trong mắt có một vẻ tán thưởng. Không thể không nói. Mặc dù tiểu tử Lý Thái Sơ này cùng vọng đến cực điểm, nhưng mà hoàn toàn chính xác rất có thực lực, nếu như không phải Diệp Hiên đem cửu môn hợp nhất, bộ phân thân này thật sẽ bị hủy trong tay tiểu tử này không thể. Thu Diệp Hiên cũng không giết Lý Thái Sơ, mà là xuất ra bảo hồ lô, trực tiếp đem Lý Thái Sơ đang hôn mê hút vào trong hồ lô. Xoẹt 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 mấy luồng hồng quang chấp mắt đã tới chính là mấy đại thanh niên thiên kiêu kia bọn hắn nhìn thấy diệp hiên đem lý thái sơ thu nhập vào trong hồ lô sắc mặt của từng người cũng cực kỳ phức tạp đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng có thể vì mặt mũi của ta mà thả lý thái sơ như thế nào thương phụ sinh mỉm cười nói ngươi thì tính là cái gì tại sao ta phải cho ngươi mặt mũi mặt mũi diệp hiên không định cho bất kỳ kẻ nào mặt mũi Lý Thái Sơ là chiến lợi phẩm của hắn, bằng một câu của Khương Phù Sinh liền muốn hắn thả người, đây chẳng phải là một chuyện cười. Lúc này, Diệp Hiên đột phá bất hủ đại viên mãn, hắn rốt cuộc cũng có thể thấy được tu vi của Khương Phù Sinh, gia hỏa này vậy mà cũng là bất hủ đại viên mãn. Trách không được lúc trước Diệp Hiên nhìn không thấu hắn, thế nhưng bây giờ Diệp Hiên đã nhìn rõ tu vi của hắn, càng có thể cảm nhận được Khương Phù Sinh tuyệt đối là nhân vật cực đoan lợi hại sắc mặt khương phù sinh hơi biến đổi hắn sỉm sỉm cười một tiếng không nói chuyện chỉ là đáy mắt lặng yên lặng vạch qua một vệt hàng quang quanh người bày biện ra một luồng khí tức màu xanh chỉ là trong giây lát liền tiêu tán không thấy đâu nữa không phải khương phù sinh sợ diệp hiên cho dù diệp hiên trở thành bất hủ đại viên mãn khương phù sinh cũng không cho rằng diệp hiên sẽ là đối thủ của hắn bởi vì bản thân hắn đã là bất hủ đại viên mãn hắn cũng không muốn động thủ cùng diệp hiên là bởi vì hắn nghĩ diệp hiên có gì đó quái lạ thủy chung cho hắn một loại cảm giác bất an cũng bởi vì chút bất an này cho nên hiện tại hắn không muốn ra tay với diệp hiên hắn còn cần quan sát một phen mới có thể quyết định diệp hiên có phải là địch hay không diệp thiếu du ngươi quả nhiên lợi hại hãy đợi đấy quân vô song hung hăng trừng mắt với diệp hiên lúc trước hai người liền có khúc mắt lúc này diệp hiên trở thành bất hủ đại viên mãn lập tức mang đến cho quân vô song áp lực thực lớn miệng lưỡi bén nhọn sớm muộn sẽ thu ngươi làm thị nữ diệp hiên cười lạnh hãy đợi đấy quân vô song hừ lạnh một tiếng hóa thành một luồng hồng quang đi xa hiển nhiên hiện tại nàng không dám chiến cùng diệp hiên nói cho cùng tu vi diệp hiên còn tại đó thế nào chư vị vây quanh nhìn ta là trên người ta mọc ra hoa sao diệp hiên đảo mắt nhìn mấy người trên mặt mang theo nụ cười lạnh mấy người kia đánh lấy ý định gì hắn hoàn toàn rõ ràng đừng nhìn vừa rồi Diệp Hiên trấn áp Lý Thái Sơ, tự thân cũng trở thành bất hủ đại viên mãn, nhưng vừa rồi hắn một chiến cùng Lý Thái Sơ, cũng đã hao tổn lượng lớn tu vi. Mấy người vây quanh kia rất có thể muốn liên thủ giết hắn, chỉ là Diệp Hiên căn bản không có khả năng cho bọn hắn có cơ hội này. Bọn ngươi có ý đồ với hắn, đại khái có thể chiến một trận, Diệp Huyền Ma ta liền không theo chư vị. Diệp Huyền Ma cũng không muốn tham dự trong đó, hắn hóa thành một luồng hồng quang đi xa, trong giây lát liền biến mất khỏi mắt Diệp Hiên. Theo quân vô song cùng Diệp Huyền Ma rời đi, chỉ còn lại Khương Phụ Sinh cùng Tà Bách Đồ, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng là nhìn thấy sát cơ trong mắt đối phương. Thế nhưng, hai người người nào cũng không nguyện ý động thủ trước, nói cho cùng Tu Vi Diệp Hiên bày ra nơi này, chẳng muốn thay đối phương làm áo cưới, đây chính là chuyện không bù được mất. Tu Vi Diệp Huynh cao thâm, ngươi và ta hữu duyên tạm biệt. Khương Phụ Sinh mỉm cười, cũng từ đó rời đi, tà bách đồ cũng chỉ là liếc mắt nhìn chầm chầm diệp hiên sau đó cũng hóa thành hồng quang đi xa một ban trộm cướp nhát gan lục đục với nhau còn không bằng xú tiểu tử lý thái sơ này đâu diệp hiên cười lạnh những người này đối địch lẫn nhau ai cũng không muốn ra tay trước sợ người khác ngư ông đắc lợi diệp hiên tự nhiên có thể nhìn ra nếu như nói thưởng thức diệp hiên vẫn tương đối thưởng thức lý thái sơ nói cho cùng mặc dù tiểu tử này vô cùng cuồng vọng nhưng mà hoàn toàn chính xác có lấy tác phong bá đạo vô song căn bản không sợ bất kỳ kẻ nào diệp huynh thật là đa tạ ngươi thiên nữ bất tử ẩn ý đưa tình bước đến ánh mắt nhìn về phía diệp hiên tràn ngập ái mộ lúc này cũng không che giấu nữa mà mặc dù lạc dao cũng bị dung nhan kinh thế của diệp hiên mê hoặc nhưng mà nàng coi như cũng có chút thanh tĩnh chỉ là biểu đạt ý cảm tạ đối với diệp hiên ta cũng tu luyện vạn trượng hồng trần pháp cũng được coi là hữu duyên cùng nhân đạo chủ nhân, nhìn mặt mũi nhân đạo chủ nhân, hôm nay ta cứu ngươi một mệnh, nhưng lần tiếp theo nếu ngươi lại lâm vào nguy cơ, vậy ngươi liền tự giải quyết tốt đi. Diệp Hiên lạnh lùng nói. Vốn là Lạc Giao muốn hỏi một chút vì sao Diệp Hiên biết vạn trượng hồng trần pháp, nhưng cảm nhận được thái độ Diệp Hiên băng lãnh, nàng chỉ có thể đem lời nói trong miệng nuốt xuống, sau đó cảm tạ với Diệp Hiên rồi cứ thế mà đi. Lúc này, chỉ còn lại hai người Diệp Hiên cùng thiên nữ bất tử, một hoàn cảnh khiến thiên nữ bất tử có chút ngượng ngùng, càng là cúi đầu không dám nhìn vào mắt Diệp Hiên. Nhìn qua tư thái của thiên nữ bất tử, Diệp Hiên hơi ngạc nhiên, xem ra chính mình là anh hùng cứu mỹ nhân, hoàn toàn chính xác triệt để bắt được trái tim của thiên nữ bất tử. Ai? Hai mắt Diệp Hiên nhất chuyển, hắn dẫn đầu đánh phá trầm mặt, miệng truyền đến một tiếng thở dài. Vì cái gì Diệp Huynh lại thở dài? thiên nữ bất tử lộ vẻ nghi hoặc rốt cuộc ngẩng đầu nhìn lại diệp hiên lại phát hiện biểu tình diệp hiên vô cùng khó xử tựa như là có tâm sự gì vốn là ta cùng đạo hữu có thể làm bằng hữu nhưng cũng tiếc a à, ngươi và ta chung quy cũng chỉ có thể là kẻ thù khi bách tử chiến tràng kết thúc chỉ sợ ngươi và ta lại lần nữa gặp mặt chính là địch không phải bạn diệp hiên nói vì sao diệp huynh lại nói như vậy thiên nữ bất tử lập tức quýnh lên nàng vốn là đã trao lòng cho diệp hiên lúc này nghe được lời diệp hiên nói sắc mặt lập tức tái nhật nhìn qua thiên nữ bất tử có vẻ lo lắng diệp hiên biết rõ cá đã mắc câu hắn khẽ thở dài trước khi tiến vào bất tử chiến tràng sư tôn ngươi bất tử thiên chủ liền có thành kiến rất lớn đối với ta ta càng có thể cảm nhận được sát cơ của hắn chỉ sợ lần này ta chiến thắng bất tử chiến tràng ngươi và sư tôn cũng sẽ không bỏ qua cho ta sẽ không đâu tuyệt đối sẽ không đâu thiên nữ bất tử vội vàng lo lắng xua tay nói dịp huynh ngươi cứu mạng ta sư tôn lão nhân gia ông ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi như thế nào hắn lại giết ngươi ngươi không hiểu dịp hiên ra vẻ bất đắc dĩ nói chí hướng của ta là trở thành vạn của chí cường nhưng bất tử thiên chủ bồi dưỡng ngươi cũng là vì tranh đoạt vạn của chí cường vốn là tại bách tử chiến tràng ta không nên cứu ngươi nói cho cùng bớt đi một người tranh đoạt đây đối với ta cũng mười phần có lợi nhưng thực tại ta không đành lòng nhìn ngươi chết quan, vậy mới ra tay cứu ngươi chỉ là khi bách tử chiến tràng kết thúc bất tử thiên chủ nhất định sẽ thất vọng với ngươi hắn nhất định sẽ tìm một cơ hội giết ta đến lúc đó ngươi và ta chắc chắn sẽ có một trận đại chiến cũng nói nữ nhân luyến ái trí thông minh giảm xuống thẳng tắp lời nói dối vụng về không chịu nổi của dịp hiên vậy mà thiên nữ bất tử lại thật tin tưởng vậy vậy phải làm sao bây giờ sắc mặt thiên nữ bất tử trắng bệch nói. Diệp Hiên cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, hắn ra vẻ trầm ngâm một phen nói. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là ta sợ uất ức cho ngươi. Diệp Huynh, ta không sợ uất ức, có biện pháp nào ngươi mau nói đi. Bất tử thiên nữ mừng rỡ nói. Nếu như bất tử thiên chủ muốn giết ta, tin tức đó ngươi nhất định sẽ nghe được, kỳ thực chỉ cần mỗi một đoạn thời gian ngươi nói cho ta hắn đang làm gì, hoặc là đi nơi nào, chỉ cần ta không gặp gỡ hắn ta tự nhiên cũng không có nguy hiểm diệp hiên chậm rãi nói ngươi ngươi là muốn ta làm nội ứng cho ngươi mặc dù bây giờ trí thông minh của thiên nữ bất tử giảm xuống nhưng vẫn có thể nghe hiểu ý tứ của diệp hiên như vậy nói như vậy chẳng phải là ta đang phản bội sư tôn thiên nữ bất tử khẽ nhíu mày nói ngươi không cần khó xử nói cho cùng hắn cũng không dám ngoài sáng động thủ với ta chỉ là ta sợ diệp hiên muốn nói lại thôi diệp huynh ta đồng ý với ngươi đôi mắt đẹp của thiên nữ bất tử nhất định nàng suy nghĩ rất rõ ràng mình chỉ là không muốn diệp hiên chết chủ ý cũng không phải phản bội bất tử thiên chủ bất quá chỉ là đem hành tung của bất tử thiên chủ nói cho diệp hiên vậy cũng không là chuyện gì lớn đa tạ hai mắt diệp hiên sáng lên không người cúi đầu về hướng thiên nữ bất tử điều này cũng khiến cho thiên nữ bất tử vội vàng né tránh sau đó hai người nói chuyện phím nửa ngày diệp hiên lấy cớ muốn bế quan tu luyện lúc này mới đuổi được thiên nữ bất tử đi càng là nói với nữ nhân này nàng không nên tranh đấu cùng người khác theo bất tử thiên nữ lưu luyến rời đi lúc này diệp hiên mới thở vào nhẹ nhõm để hắn gạt một nữ nhân thật đúng là có chút làm khó hắn chỉ là còn tốt hắn vụng về nói dối còn là khiến thiên nữ bất tử tin tưởng điều này cũng khiến cho nội tâm diệp hiên cười lạnh diệp hiên sớm đã muốn đối phó với bất tử thiên chủ nhưng với tu vi hiện tại hắn căn bản không làm gì được bất tử thiên chủ có thiên nữ bất tử làm nội ứng chuyện hắn muốn làm trở nên đơn giản rất nhiều hơn nữa thiên nữ bất tử này là một quân cờ có lẽ trong tương lai sẽ có tác dụng cực lớn giúp hắn đối phó với bất tử thiên chủ oanh diệp hiên bước ra một bước trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn phải xử lý Lý Thái Sơ, nói cho cùng lúc này Lý Thái Sơ còn bị hắn nhốt bên trong hồ lô. Một tòa sơn cốc u tỉnh. Diệp Hiên đảo ngược bảo hồ lô, một luồng thanh quan đang phun ra, Lý Thái Sơ cũng rơi xuống dưới chân Diệp Hiên. Quanh. Sau một khắc, Lý Thái Sơ bỗng nhiên đứng dậy, bàn tay đặt lên trên đoạn kiếm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên hiện ra vẻ cực kỳ băng hàng. Ngươi nghĩ hiện tại ngươi còn là đối thủ của ta sao? Diệp Hiên nhàn nhạt mở miệng. Diệp Thiếu Du, chỉ là ngươi có vận khí tốt thôi, nếu như ta cũng đạp vào bất hủ đại viên mãn, có thể thi triển ra lục diệt đệ ngũ kiếm, ngươi sớm đã hình thần câu diệt mà chết. Lý Thái Sơ gầm nhẹ nói. Thế nhưng ngươi lại không có cơ hội đó. Diệp Hiên cười, hắn cười hoàn toàn tường hòa, càng là bình tĩnh ngồi xếp bằng trong hư không, một mặt băng hàng đang quan sát Lý Thái Sơ ngươi. Lý Thái Sơ bị nghẹn nói không ra lời. Chính như Diệp Hiên nói, thật sự là hắn không có cơ hội, hiện tại hắn vốn là trọng thương tại thân, cho dù hắn có thể khôi phục thương thế, nhưng tu vi trên lệch, cũng khiến hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Ta là một người hoàn toàn quý người có tài, mặc dù tiểu tử nhà ngươi hoàn toàn chính xác có chút cuồng vọng, chỉ là ta đích xác rất thưởng thức ngươi. Diệp Hiên bình tĩnh nói. Ngươi muốn nói cái gì? lý thái sơ nhướng mày ánh mắt mê muội mang vẻ nghi hoặc nhìn về phía diệp hiên ta cho ngươi hai lựa chọn hoặc là từ hôm nay làm người hầu đi theo bên cạnh ta hoặc là hôm nay ta liền đánh ngươi hình thần câu diệt mà chết diệp hiên không có bất kỳ lời nói nhảm gì nói thẳng vào mục đích của mình vốn là diệp hiên muốn giết lý thái sơ tu vi một thân hắn là cửu đại thiên môn đối với bản tôn mà nói cũng tính là vật đại bổ thế nhưng sau một hồi suy tính diệp hiên vẫn là bác bỏ ý nghĩ này thôn vệ một thân đạo hạnh lý thái sơ tu vi của bản tôn tăng trưởng cũng không nhiều mà lý thái sơ hoàn toàn chính xác là một tài năng để đào tạo lục diệt sát sinh kiếm ý của hắn cũng khiến diệp hiên lau mắt mà nhìn diệp hiên thật cũng rất muốn nhìn một chút khi lý thái sơ triệt để lĩnh ngộ được hết lục diệt sát sinh kiếm ý đến tục cùng có thể trưởng thành đến tình trạng gì nhưng người được diệp hiên coi trọng rất ít lý thái sơ tính là một người cho nên diệp hiên mới không có giết hắn thu ta là bột. Ngươi đang si tâm vọng tưởng. Sau một khắc, Lý Thái Sơ mạnh mẽ gầm thét, muốn hắn làm người hầu cho Diệp Hiên, đây căn bản là không có khả năng, hắn căn bản cũng sẽ không tiếp nhận. Lý Thái Sơ Một người cực kỳ kiêu ngạo Càng là một người cực kỳ cuồng vọng Hắn có lục diệt sát sinh kiếm ý kinh thiên vô song Có thể được coi là tuyệt thế kỳ tài mà vạn cổ vũ trụ ít có Mục tiêu của hắn là vạn cổ chí cường càng có một trái tim vô địch. Hắn thế nào có khả năng đi làm người hầu cho Diệp Hiên? Xem ra ngươi là muốn chết rồi. Diệp Hiên tuyệt không có bất kỳ thất vọng gì, hắn sớm đã liệu được Lý Thái Sơ sẽ không chịu khuất phục đi vào khuôn khổ, điều này cũng khiến cho sắc mặt hắn phát lạnh, sát cơ kinh thiên đang từ từ tràn ra. Diệp Thiếu Du, ngươi muốn giết cứ giết, muốn ta làm người hầu cho ngươi, ngươi là đang si tâm vọng tưởng. Lý Thái Sơ tuyệt đối không chịu làm kẻ dưới. Hơn nữa hắn căn bản cũng không phục Diệp Hiên. Hắn thua trong tay Diệp Hiên, vỏn vẹn chỉ là bởi vì vận khí Diệp Hiên tốt, vừa tốt đột phá bất hủ đại viên mãn. Nếu như hai người cùng một cảnh giới, Lý Thái Sơ có lòng tin một kiếm có thể chém giết được Diệp Hiên. Xem ra ngươi không phục lắm a. À. Diệp Hiên bước ra một bước, tầm vang xuất hiện trước người Lý Thái Sơ, không chờ hắn có phản ứng, tay phải Diệp Hiên trực tiếp bóp chặt cổ họng của hắn, nâng hắn lên giữa không trung ta hỏi ngươi một lần nữa, nguyện ý làm người hầu của ta hay không? Ánh mắt Diệp Hiên hung ác nham hiểm, năm ngón tay bạo phát cự lực khủng bố, như sau một thắt liền muốn bẻ gãy cổ Lý Thái Sơ. Diệp Thiếu Du, ngươi là cẩu vật, hôm nay ta rơi vào trong tay của ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng mà Lý Thái Sơ ta tuyệt đối không phục ngươi, không phải Lý Thái Sơ ta tài nghệ không bằng người, chỉ là vận khí của ngươi tốt mà thôi. Giọng Lý Thái Sơ căm hận trống to, đã không sợ sinh tử. Xem ra ngươi thật là chán sống. Ánh mắt Diệp Hiên lạnh lùng, đã không muốn làm người hầu cho hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể giết chết tên tiểu tử cuồng vọng này. Ha ha ha. Ứng đối với cái chết, Lý Thái Sơ không sợ, ngược lại cất tiếng cười to nói. Diệp Thiếu Du, ngươi giết ta thì sao, ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm. Mặc dù ngươi đem bất hủ cảnh tu tới viên mãn, nhưng là Khương Phù Sinh cũng là bất hủ đại viên mãn, hơn nữa hắn đi ra pháp và đạo chính mình chỉ bằng tu vi mèo ba chân của ngươi không bao lâu sẽ chết ở trong tay của hắn có ngươi chết cùng ta có cái gì ta lại không vừa lòng ha 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 lý thái sơ đang cuồng vọng cười to tự như đã nhìn thấy bộ dáng chết thảm của diệp hiên càng là dùng một loại ánh mắt cực đoan trào phúng nhìn về hướng diệp hiên ầm ừ. bỗng nhiên diệp hiên trực tiếp ném lý thái sơ trên mặt đất hắn vậy mà không giết lý thái sơ ngược lại đứng chắp tay quan sát hắn ngươi không giết ta sắc mặt lý thái sơ khẽ giật mình có chút khó hiểu với hành vi của diệp hiên ngươi nghĩ tu vi ta như thế nào hỏi diệp hiên một đằng hắn trả lời một nẻo sắc mặt lý thái sơ khẽ giật mình mà sau cười lạnh nói ngươi tu luyện pháp môn chí cường nhìn như cường đại bất quá chỉ là thắng dựa vào tu vi nếu như gặp phải tu sĩ cùng cảnh đi ra pháp và đạo của bản thân ngươi hoàn toàn không chịu nổi một kích không bằng như vậy ngươi và ta đánh cược như thế nào diệp hiên khẽ mỉm cười nói cược gì lý thái sơ khó hiểu hắn cảm giác thời khắc này diệp hiên vô cùng kỳ quái không chỉ không giết hắn ngược lại còn nói với hắn những lời không thể hiểu được liền cược trong cùng cảnh ta chỉ cần một kích liền có thể trấn áp ngươi diệp hiên mỉm cười quỷ dị nói nực cười. Lý Thái Sơ ngạc nhiên qua đi, lên tiếng châm chọc nói. Chỉ bằng ngươi muốn một kích đem ta trấn áp. Trước đó nếu như không phải ngươi đạp vào bất hủ đại viên mãn, ngươi sớm đã chết dưới đệ tứ kiếm của ta, ngươi lại ở đâu ra có tự tin có thể cùng cảnh đem ta trấn áp. Nhìn bộ dáng Lý Thái Sơ không phục, ngược lại Diệp Hiên cười lớn, chỉ là nụ cười của hắn cũng càng thêm quỷ dị. Nếu như ngươi thua thì sao? Diệp Hiên cười nói nếu như ngươi và ta cùng cảnh chiến đấu ngươi có thể mục kích đem ta trấn áp vậy ta liền nhận ngươi làm chủ nhân lý thái sơ cười lạnh nói tốt diệp hiên chờ chính là câu nói này của lý thái sơ nhưng nếu như ngươi thua thì sao lý thái sơ cũng không ngu ngốc hắn lật lọng hỏi ta không có khả năng thua diệp hiên nhàn nhạt lắc đầu sau đó tiếp tục nói nếu như ta thua ta không chỉ thả ngươi đi hơn nữa còn tự bạo trước mặt ngươi ừm khi tức lý thái sơ cứng lại có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình chẳng lẽ đối phương điên rồi phải không vậy mà lại nói ra lời khó tin như này không phải trước đó hai người đã từng chiến qua trong cùng cảnh lý thái sơ hoàn toàn áp chế diệp hiên đây căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng gì ông chính vào lúc lý thái sơ kinh nghi bất định diệp hiên tiện tay đánh ra lượng lớn thần đan trực tiếp rơi vào trong tay lý thái sơ những đan dược này đầy đủ giúp cho ngươi khôi phục thương thế càng có thể khiến tu vi của ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đến lúc đó ước định giữa ngươi và ta liền chính thức bắt đầu diệp hiên thản nhiên nói tốt đây chính là ngươi nói ngươi muốn tìm cái chết cũng không trách được ta lý thái sơ đã không còn muốn suy nghĩ vì sao diệp hiên lại muốn làm như thế càng không muốn biết diệp hiên lấy ở đâu ra lòng tin lớn như vậy Hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng khôi phục thương thế, sau đó thực hiện ước chiến cùng Diệp Hiên, hắn càng có lòng tin trong cùng cảnh Diệp Hiên không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh, Lý Thái Sơ đem lượng lớn thần đang uống vào, bắt đầu chữa trị tu vi bị hao tổn của hắn, trọn vẹn ngàn năm trôi qua, rốt cuộc hắn cũng khôi phục được thương thế, bản thân cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Công. Lục Diệt sát sinh, kinh thiên kiếm ý. Khi Lý Thái Sơ khôi phục trạng thái đỉnh phong, hắn bước ra một bước liền đến trước người Diệp Hiên, kinh thiên kiếm ý vô song đang bộc phát ra. Không tệ, quả nhiên trở lại trạng thái đỉnh phong. Diệp Hiên dò xét Lý Thái Sơ một phen, nhàn nhạt gật đầu nói. Ước hẹn là ngươi quyết định, ngươi không nên nuốt lời. Lý Thái Sơ cười lạnh nói. Đương nhiên. Diệp Hiên mỉm cười gật đầu. Vậy ta có thể động thủ rồi. Lý Thái Sơ đã đem tay đè lên trên đoạn kiếm, lần này hắn trực tiếp liền muốn sử dụng đệ tứ kiếm chỉ cần diệp hiên không dùng tu vi bất hủ đại viên mãn hắn dám cam đoan diệp hiên sẽ thua dưới đệ tứ kiếm của hắn chờ một chút không chờ lý thái sơ động thủ diệp hiên lên tiếng nói thế nào ngươi muốn đổi ý lý thái sơ biến sắc không 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 diệp hiên cười chỉ là hắn cười phi thường tà ác khí ngược nói Bộ phân thân này của ta hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, đương nhiên phải là bản tôn đến đánh với ngươi một trận. Phân thân. Theo lời Diệp Hiên nói xong, Lý Thái Sơ rõ ràng khẽ giật mình, không chờ hắn tỉnh táo lại, sau một khắc liền phát sinh chuyện, lập tức khiến Lý Thái Sơ ngốc ngay tại chỗ. Ầm ầm. Thân thể Diệp Hiên đang phát sáng, đang mở ra thông đạo di chuyển giữa phân thân cùng bản tôn, bản tôn dạo bước đi ra từ thông đạo di chuyển mà sau đó lại lặng yên xuất hiện trước mặt Lý Thái Sơ. Cái này, cái này là đại thần thông thuật, thân ngoại hóa thân. Lý Thái Sơ hải nhiên trống to, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, chẳng lẽ lúc trước chiến đấu cùng hắn võn vẹn chỉ là phân thân của đối phương sao? Phân thân? Bất hủ đại viên mãn. Nói đùa cái gì? Trong một khắc, Lý Thái Sơ triệt để lộn xộn, càng là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Đáng tiếc, Diệp Hiên căn bản không cho Lý Thái Sơ có cơ hội suy tính. Ý thức Diệp Hiên chìm vào trong bản tôn, tám tòa thiên môn dân lên sau lưng hắn, mặc dù không có triển lộ ra bất kỳ dao động khủng bố gì, nhưng lại ẩn ẩn khiến phương thiên địa này vặn vẹo sụp đổ. Ngươi xem, ta đối với ngươi tốt không, bản công ta võn vẹn chỉ là mở ra tám tòa thiên môn, mà tu vi ngươi lại là chính đại thiên môn, ngươi và ta cũng không cùng cảnh mà chiến, tu vi bản tôn ta so sánh với ngươi vẫn còn ít hơn một tòa thiên môn. Diệp Hiên tà ác cười một tiếng. Lục Diệt hủy thương sinh. Lý Thái Sơ đã không rảnh phân tích đến cùng là Diệp Hiên xảy ra chuyện gì, hắn trực tiếp tế ra đệ tứ kiếm, càng tin tưởng mình nhất định có thể đủ đánh bại Diệp Hiên. Vạn cổ luân hồi quyền. Một ngày này Sơn Cốc truyền đến tiếng kêu thảm thê lương, càng kèm theo tiếng khóc trống cực kỳ bi thương. Ta không phục. Thế nào có khả năng liền chỉ một kích? Phanh phanh phanh. A. À. Thê lương chói tai, tiếng khóc trung trời. Vậy ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ẩm. Ừ. Ta không tin. Vậy ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ẩm ừ. Ẩm. Ừ. Một ngày này, cả tòa sơn cốc đều đang rung rẩy khủng bố, mặc dù không có bất kỳ năng lượng khủng bố gì truyền ra ngoài, nhưng lại không ngừng truyền đến tiếng lý thái sơ kêu thảm cùng khóc trống. Cho đến ngày thứ hai mặt trời vừa mọc, tiếng kêu thảm trong cốc cũng dần dần ngừng lại, hai bóng dáng cũng đi ra từ trong cốc. Diệp Hiên. Phiêu nhiên xuất trần, mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác phong thần như ngọc. Lý Thái Sơ. Mặt mũi bầm dập, hốc mắt đen nhánh, răng miệng còn có vết máu chảy ra, cầm đoạn kiếm trong tay còn hơi run rẩy, tựa như bị người ta hung hăng đánh tơi bời một trận, bộ dáng hắn vô cùng thê thảm. Mấu chốt nhất là Thần sắc Lý Thái Sơ vốn là cuồng ngạo không bị trói buộc, lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu, hắn đi theo sau lưng diệp hiên vẻ thấp thỏm lo âu nhìn về bóng lưng diệp hiên từng có lúc lý thái sơ tự nhận hắn tuyệt đối không dưới bất cứ thiên kiêu chí cường nào hắn càng tin tưởng dựa vào bản thân một người một kiếm có thể quét ngang chư thiên đại địch cho đến khi đăng lâm vị trí chí cường nhưng hiện tại diệp hiên sống sờ sờ đánh nát kiêu ngạo của hắn càng là khiến hắn thật sự hiểu mình còn nhỏ bé hơn diệp hiên biết bao nhiêu một kích không một quyền. Võng vẹn chỉ là một quyền. Đệ tứ kiếm của hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích, trực tiếp thua dưới một quyền này, tựa như dư lực cũng không có. Vĩnh viễn Lý Thái Sơ cũng không quên được một màn khủng bố này, cho tới bây giờ hắn cũng không thể tin được, vì cái gì mà thế gian lại có người cường đại mà khủng bố như thế. Loại người như vậy không nên xuất hiện a. À? Loại người này thế nào lại có khả năng xuất hiện? Nếu như không phải tự mình cảm nhận được uy năng một quyền kia, Lý Thái Sơ thật không nguyện ý tin tưởng thế gian lại có người cường đại không thể tồn tại. Hắn càng tin tưởng mình sống trong mộng, bởi vì hắn căn bản không hiểu được vì cái gì mà mình lại thua thảm như vậy, ngay cả một quyền cũng không thể tiếp được. Đáng tự hào nhất của hắn chính là lục diệt sát sinh kiếm ý, thế nhưng dưới một quyền của nam nhân này, hoàn toàn hóa thành hư không, không mang theo mảy may gợn sóng. Cho đến hiện tại suy nghĩ của Lý Thái Sơ đều là sốc xếp, khóe miệng co rúng khiến hắn cảm thấy đau đớn, trong giây lát hắn mới lấy lại tinh thần ngươi lừa đảo bỗng nhiên lý thái sơ dừng bước hắn che lấy hốc mắt đen nhánh lên tiếng gầm thép đối với diệp hiên diệp hiên khó hiểu hắn quay đầu lại nhìn về phía lý thái sơ nói ta gạt ngươi cái gì ngươi ngươi giả heo ăn thịt hổ ngươi rõ ràng ngươi có được thực lực mạnh như vậy nhưng ngươi gạt ta đánh cược muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân. Lý Thái Sơ bi vẫn muốn tuyệt, đang huyết lệ lên án tội ác của Diệp Hiên. Ha ha ha. Diệp Hiên cười nói. Ta nào có lừa ngươi, vụ cá cực này là chính ngươi đồng ý, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, tu vi bản tôn ta hoàn toàn chính xác chỉ là mở ra tám đại thiên môn. Hơn nữa ngươi không nên quên, vừa rồi là chính ngươi lời thề son sắc mà nói, trong cùng cảnh một kiếm liền có thể đánh bại ta, ta cũng không có bức ngươi đánh cực a. À nhìn qua thần sắc diệp hiên hí ngược sắc mặt lý thái sơ đỏ lên hắn muốn lên tiếng phản bác nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào vô sĩ lý thái sơ nghẹn thật lâu cuối cùng cũng chỉ có thể phun ra hai chữ này hắn ủ rũ ngồi bệt dưới đất cả người đều vô cùng phiền muộn kỳ thực làm người hầu cho ta ngươi nên cảm thấy vinh hạnh nói cho cùng theo ta ngươi cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt diệp hiên cười cười nói đánh trắm ngươi bây giờ bất quá chỉ là một bộ phân thân liền đã bất hủ đại viên mãn vậy bản tôn ngươi càng khủng bố hơn phóng mắt nhìn cả vũ trụ hỗn độn này người nào có thể địch chờ một nguyên hội mở ra vạn cổ chí cường hẳn là đồ vật trong túi của ngươi ta có thể được chỗ tốt nào lý thái sơ oán hận thì thầm ý chí cùng tinh thần sa sút đến cực điểm trước đó hắn vô cùng tự tin cho dù là khương phù sinh hắn cũng không để vào mắt bởi vì hắn tin tưởng khi mình đột phá bất hủ đại viên mãn một kiếm liền có thể giết Khương Phù Sinh. Thế nhưng hiện tại sự tự tin của hắn hoàn toàn bị Diệp Hiên đánh phá, kiến thức được tu vi Diệp Hiên nghịch thiên, một chút lòng tin hắn cũng không còn. Vạn cổ chí cường Diệp Hiên lẩm bẩm thì thầm, mà sau ngẩng đầu cười nói. Vạn cổ chí cường chỉ là khu vực ta cần phải đi qua, mục tiêu cuối cùng của ta không phải là chí cường, hơn nữa ta cũng sẽ không chờ đến một nguyên hội mở ra mới đi tranh đoạt vạn cổ chí cường, ta sẽ thành đạo ngay trong nguyên hội thứ 10. Ừm. Diệp Hiên nói lời kinh người, sắc mặt Lý Thái Sơ ngạc nhiên nói. Ngươi nói đùa cái gì, người thành đạo là trong nguyên hội thứ 10 là vạn linh chủ nhân, ngươi thế nào có khả năng thành đạo? Thế gian không có chuyện gì là tuyệt đối, quy tắc cũng là người đánh phá, mà ta nhất định có thể đánh phá quy tắc này. Cho nên, mặc dù ngươi nhận ta là chủ, thành người hầu cho ta, nhưng ngươi vẫn có thể đi tranh đoạt vị trí chí cường nguyên hội mới, đây đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Hiên nói đến đây có chút dừng lại, hai mắt thâm thúy đến cực điểm, nói nhỏ. Hơn nữa, kẻ thù thật sự của ta chỉ có vạn cổ chí cường, bọn người gọi là yêu nghiệt nghịch thiên, căn bản là không được ta thả vào mắt. T. Theo lời Diệp Hiên nói, Lý Thái Sơ hít một hơi lạnh, chỉ vì lời Diệp Hiên nói quá mức cuồng vọng vậy mà chỉ xem vạn cổ chí cường như kẻ địch, những người còn lại đều không có tư cách. Nếu như đổi lại trước đó, Lý Thái Sơ khẳng định sẽ mỉa mai Diệp Hiên không biết trời cao đất rộng, chỉ là trải qua một phen đánh đập bạo tẩu cùng bản tôn, Lý Thái Sơ không hề cảm thấy Diệp Hiên là đang khoác lác. Hiện tại ngươi hiểu rõ chưa? Diệp Hiên lên trước đỡ lấy Lý Thái Sơ đứng dậy, càng là thân thiết vỗ vỗ vai của hắn, nói Tiểu tử nhà ngươi có tư chất không tầm thường, Sáng tạo ra lục diệt sát sinh cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, đây cũng là nguyên nhân ta thưởng thức ngươi, hảo hảo làm người hầu cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Được thôi. Mặc dù Lý Thái Sơ kiêu ngạo cùng vọng, nhưng mà hắn thua rồi, trải qua một kích trấn áp của bản tôn, hắn cũng hiểu rõ mình thật sự trên lệch cùng Diệp Hiên. Làm người hầu liền làm người hầu đi, Diệp Hiên cường đại hoàn toàn chính xác khiến người ta khó hiểu nổi, còn tốt Diệp Hiên cũng không muốn tranh đoạt cái ghế trí cường một nguyên hội đi theo bên cạnh hắn có lẽ cũng coi là một trận rèn luyện lý thái sơ rốt cuộc cũng giải khai được khúc mắt không người cúi đầu hướng diệp hiên nói lý thái sơ nhận thua cuộc từ đây về sau ta chính là người hầu của ngươi đến đây kêu một tiếng chủ nhân diệp hiên cười ha ha trêu ghẹo nói chủ chủ nhân mặt lý thái sơ đỏ tới mang tai lòng kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn thốt ra hai chữ này nhưng nghĩ đến ước hẹn giữa hai người hắn vẫn là phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn ngoan nha diệp hiên mỉm cười gọi lý thái sơ một tiếng hai người liền bước ra ngoài sơn cốc chúng ta đi đâu lý thái sơ nghi vấn hỏi thu một cái nam bộc tự nhiên cũng muốn thu một nữ bộc ta thấy quân vô song kia cũng rất không tệ chúng ta đi chiếu cố nàng nói cho cùng đem một tuyệt đại thần nữ thu làm người hầu đây cũng là một chuyện lý thú a diệp hiên cười nói sắc mặt lý thái sơ khẽ giật mình mà sau đó trên mặt lộ ra vẻ quái dị nội tâm càng là cầu nguyện cho quân vô song hy vọng nàng không bị lừa như mình còn là tự cầu phúc đi dạo bước giữa trời gió thoảng mây trôi ta có chút không rõ mặc dù ngươi tu luyện đại thần thông thuật thân ngoại hóa thân bản tôn ngươi vô cùng cường đại đừng nói những người trong bách tử chiến tràng dù là cả vũ trụ hỗn độn dưới nửa bức chí cường là không có bất kỳ đối thủ nào vì cái gì mà lại để một bộ phân thân tham gia. Nếu như bản tôn ngươi xuất hiện, có thể quét ngang chư thiên đại địch, không có người nào có thể là đối thủ của ngươi. Một mặt Lý Thái Sơ nghi vấn đi theo sau lưng Diệp Hiên, hắn mười phần khó hiểu vì sao Diệp Hiên muốn để phân thân của mình hành tẩu, mà ngược lại tu vi bản tôn khủng bố lại yên tĩnh. Nếu đã thu Lý Thái Sơ là bột, đương nhiên Diệp Hiên phải nói ra sự tình của chính hắn. Bản tôn ta không thể xuất thế, bởi vì những vạn cổ chí cường đều muốn giết ta, dùng tu vi hiện tại của bản tôn mà xuất thế, tất nhiên sẽ đối mặt với chí cường sát kiếp. Cho nên, bí mật này ngươi phải vì ta giữ kín, nếu không để vạn cổ chí cường biết rõ, ta có thể gặp tai kiếp khó thoát." Diệp Hiên nói. Nghe được Diệp Hiên giải thích, sắc mặt Lý Thái Sơ đột biến, hắn như nghĩ đến chuyện gì, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hiên nói: "Ngươi, ngươi có phải ngươi là Diệp Hiên trong truyền thuyết kia à? Ngươi rất thông minh, nói rất đúng. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp thừa nhận, nói cho cùng sớm muộn hắn cũng phải nói cho Lý Thái Sơ biết, không có khả năng giấu kín thân phận. Lý Thái Sơ không bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên cực kỳ phức tạp. Trước đó, kỳ thực Lý Thái Sơ một mực tìm kiếm Diệp Hiên, bởi vì tin đồn liên quan tới Diệp Hiên quá nhiều, miêu tả hắn cường đại bao nhiêu càng có lời đồn nói hắn giết cực ma chủ nhân đối với những sự tình hoang đường không bị trói buộc lý thái sơ tuyệt đối là không tin hắn muốn tự mình tìm tới diệp hiên một kiếm chém giết hắn dùng cái này để chứng minh lý thái sơ hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều so với diệp hiên đáng tiếc không chờ hắn tìm tới diệp hiên tin tức liền truyền ra diệp hiên vẫn lạc điều này cũng khiến cho hắn bất đắc dĩ từ bỏ nhưng lý thái sơ không nghĩ tới là Hắn lại gặp được người trong truyền thuyết ngay tại Bách Tử chiến tràng, hơn nữa vậy mà lại còn trở thành người hầu của hắn. Người nói quân Vô Song đang bế quan ở chỗ này, vì sao còn chưa thấy bóng dáng của nàng?" Hai người dạo bước trong mây, Diệp Hiên cũng không suy đoán tâm tư lý Thái Sơ đang nghĩ cái gì, mà là thuận miệng hỏi ra tung tích quân Vô Song. "Không sai được, nàng nhất định là hoạt động tại khu vực này, nha đầu chết tiệt này cũng rất cuồng vọng, một mực độc lai độc vãng." có một lần suýt chút nữa là ta đã cùng nàng chiến một trận, chỉ là bị Khương Phù Sinh cản lại. Lý Thái Sơ bừng tỉnh nói. Xem ra là nàng ẩn tàng khí tức, nếu không vì sao ta lại không tìm thấy nàng. Diệp Hiên đang nghe truyện trên TV Audio CV thản nhiên nói. Mặc dù bộ phân thân này của hắn đã là bất hủ đại viên mãn, nhưng vẫn còn trên lệch cực lớn cùng bản tôn, đối với việc quân vô song ẩn tàng khí tức, thật sự là hắn không cảm ứng được. Lý Thái Sơ, từ một thiên chi kiêu tử cao ngạo dần dần chuyển hóa thành một chó săn cũng bắt đầu như thiên lôi bị diệp hiên sai đâu đánh đó không cần diệp hiên phân phó lý thái sơ bước ra một bước toàn thân kiếm ý thông thiên kiếm ý kinh thiên đang nở rộ vô song quân vô song ra gặp ta thiên địa rung chuyển tiếng trống rung trời giọng lý thái sơ tràn ngập thiên địa dù quân vô song đang bế quan tìm tu nhưng nhất định cũng sẽ bị giật mình tỉnh lại quả nhiên Quanh! Một luồng tử quan phóng lên tận trời, tuyệt đại thần nữ quân vô song chớp mắt đã tới, dung mạo thanh lãnh kinh diễm đầy sương lạnh. Bọn ngươi là ai? Khi thấy hai người Lý Thái Sơ cùng Diệp Hiên, quân vô song hơi hơi ngạc nhiên, nội tâm đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không tốt. Chiếu theo lẽ mà nói, Lý Thái Sơ rơi vào trong tay Diệp Hiên, tuyệt đối sẽ không có cơ hội sống sót, nhưng hiện tại hai người cùng xuất hiện, lập tức khiến quân vô song cảm thấy rất khó hiểu. Lý Thái Sơ, hắn không giết ngươi. Quân vô song cao mày nói. Ta đã nhận hắn là chủ, tất nhiên hắn sẽ không giết ta. Lý Thái Sơ lạnh lùng cười một tiếng. Hành. Trong giây lát quân vô song hiểu rõ ràng, mà sau hừ lạnh nói. Thì ra ngươi cũng là hạng người ham sống sợ chết, vì muốn sống sót mà cam nguyện làm chó săn cho hắn. Quân vô song vốn là có ấn tượng khá tốt đối với Lý Thái Sơ, nói cho cùng tu vi Lý Thái Sơ còn tại đó, đủ để phân cao thấp cùng nàng. Nhưng hiện tại quân vô song đối với Lý Thái Sơ là vô cùng kinh thị, trực tiếp khiến nàng định xuống một cái nhãn hiệu chó săn. Chó săn. Ha ha ha. Lý Thái Sơ lên tiếng cười lớn, chỉ là khí tức càng phát ra băng hàng, ánh mắt nhìn về phía quân vô song càng toát ra một vệt đùa cực hí ngược. Nếu như quân vô song gặp qua bản tôn diệp hiên cường đại, chỉ sợ liền sẽ không nói những lời này. Chỉ là cũng không quan trọng, một hồi sau quân vô song cũng sẽ như hắn, đều sẽ trở thành người hầu cho Diệp Hiên, đến lúc đó xem nàng có nói mình là chó săn cho Diệp Hiên hay không. Quân vô song, ta khuyên ngươi đưa tay chịu trói, ngoan ngoãn theo làm thị nữ cho chủ nhân, vậy cũng không cần chủ nhân tự mình xuất thủ đem ngươi trấn áp. Lý Thái Sơ cười lạnh nói. Phi. Quân vô song đại nộ phỉ nhổ nói. Lý Thái Sơ, ngươi thật không biết xấu hổ, cũng công ta trước đó còn coi ngươi là đại địch, hiện tại xem ra ngươi cũng chỉ là một tiểu nhân vô năng mà thôi. Xú nha đầu, cho ngươi ba phần mặt mũi ngươi còn không phường nhụn, hôm nay ta liền tự tay đem ngươi trấn áp. Tranh tranh tranh. Lục diệt sát sinh, kiếm ý kinh thiên. Bàn tay Lý Thái Sơ đặt lên trên đoạn kiếm, hắn tuy không phải là đối thủ của Diệp Hiên, nhưng ứng đối với quân vô song hắn có thể nửa điểm không kém, ngược lại có lấy ý kích động. Chậm. Không chờ Lý Thái Sơ động thủ, Diệp Hiên dạo bước mà đến, điều này cũng khiến cho Lý Thái Sơ hơi ngẩn ra, toàn thân kiếm ý đều tiêu tán không thấy. Tiểu nha đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn trở về làm thị nữ, bằng không đợi ta ra tay nếu như đã thương ngươi, ngươi liền không còn cơ hội." Diệp Hiên cười nói. "Dũng dạc, Quân Vô Song giận quá thành cười, nàng biết rõ Diệp Hiên đã tu tới bất hủ đại viên mãn, nhưng nàng cũng không phải là bùng nặng mà có thể cho Diệp Hiên tùy ý xoa nắng xem ra các ngươi rất có tự tin với chính mình diệp hiên cười chỉ là hắn cười tà ác mà quỷ dị khi nụ cười của hắn rơi vào trong mắt lý thái sơ lập tức khiến sắc mặt lý thái sơ trở nên cực kỳ cổ quái lúc trước khi hắn cùng diệp hiên đánh cược cũng là hiện ra nụ cười này chỉ sợ lịch sử sẽ tái diễn lần nữa quả nhiên diệp hiên mở miệng không bằng ngươi và ta đánh cược như thế nào cược cái gì quân vô song khẽ giật mình liền cược trong cùng cảnh, ta có thể một kích trấn áp ngươi. Diệp Hiên cười nói. Nực cười, chỉ bằng ngươi. Quân vô song giận quá thành cười. Lúc này, sắc mặt Lý Thái Sơ càng trở nên cổ quái, ánh mắt nhìn về phía quân vô song tràn ngập vẻ thương hại. Kịch bản giống nhau như đúc, lời nói giống nhau như đúc. Mà kết quả căn bản không cần đoán, kết quả của quân vô song chỉ có thể giống như hắn chỉ là lý thái sơ không có hảo tâm nhắc nhở quân vô song lúc này hắn cười trên nỗi đau của người khác bởi vì quân vô song sắp theo gót chân của hắn xuống nha đầu một hồi sau liền xem ngươi còn gọi ta là chó săn nữa không nội tâm lý thái sơ cười trên nỗi đau của người khác chuẩn bị xem trò hay nửa ngày trôi qua dịp hiên dạo bước trong thương khung phía sau hắn có một nam một nữ đi theo chính là hai người lý thái sơ cùng quân vô song ha ha lý thái sơ cười lên cổ quái tựa như đang lầm bầm lầu bầu nói vừa rồi không biết là người nào còn mắng ta là chó săn thế sao hiện tại người cũng giống ta làm người hầu rồi nha hóa ra là thần nữ quân vô song của chúng ta lý thái sơ âm dương quái khí trêu chọc căn bản không lưu lại một điểm mặt mũi cho quân vô song câm miệng quân vô song xấu hổ giận dữ gần chết lên tiếng quát mắng đối với lý thái sơ càng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào ngay tại vừa rồi quân vô song cũng lĩnh giáo được tu vi khủng bố của bản tôn kết quả của nàng và lý thái sơ cũng không khác gì nhau dựa theo ước hẹn mà nàng cũng trở thành người hầu cho diệp hiên tốt a à, hai người các ngươi không cần đấu miệng từ nay hai người các ngươi đi theo bên cạnh ta chung quy đều là người một nhà cãi nhau làm gì diệp hiên giả bộ quát lớn vâng chủ nhân vốn là lý thái sơ gọi diệp hiên là chủ nhân còn rất không quen chỉ là còn có quân vô sông đệm lưng, hắn hài lòng đến cực điểm, kêu lên chủ nhân cũng là vô cùng thuận miệng, càng tựa như đang đùa cực quân vô sông. Lý Thái Sơ là cuồng, quân vô sông là lạnh. Hai người này đi cùng một chỗ, có thể nói là thấy ngứa mắt lẫn nhau, chỉ là đối với Diệp Hiên mà nói, có thể thu phục được hai đại vạn cổ kỳ tài, đầy đủ để cho hắn cảm thấy vui mừng. Chủ! Chủ nhân! Chúng ta đi đâu? Quân vô song còn có chút không quen, chỉ là nàng cũng là người nhận thua cuộc, ước hẹn đã thua trở thành người hầu bên cạnh Diệp Hiên, Diệp Hiên đi đến đâu, nàng cũng phải đi đến đó. Đi tìm Khương Phù Sinh cùng tà bách đồ. Diệp Hiên thuận miệng nói. Chủ nhân, chẳng lẽ người cũng muốn thu phục bọn hắn a? À? Lý Thái Sơ khẽ giật mình nói. Không không không. Diệp Hiên miễn cười lắc đầu nói. Ta không có dự định thu hai người này thành nô bộc, mà là muốn giết bọn hắn tuyệt hậu hoạn diệp hiên nói đến đây có chút dừng lại khuôn mặt vốn là mỉm cười dần dần âm trầm xuống giọng hắn rét lạnh nói không chỉ là hai bọn họ cả những người còn lại tại bách tử chiến tràng đều phải giết a à, nghe được lời diệp hiên nói sắc mặt hai người đột biến không nghĩ tới diệp hiên vậy mà lại hung ác điên cuồng muốn đem toàn bộ người trong bách tử chiến tràng tuyệt giết cảm giác được tâm trạng hai người chấn động diệp hiên mỉm cười hắn tự nhiên cũng không giải thích gì với hai người, bởi vì diệp hiên chỉ xem bách tử chiến tràng như một nơi để đề thăng tu vi thật tốt, hơn nữa hắn nuôi nhốt những người này không ngừng tăng lên tu vi, vì chính là muốn bản tôn thôn vệ. một điểm mấu chốt nhất là hỗn độn trường hà đi ra một nhân vật cấm kỵ, chuyện này hắn cũng không muốn vạn cổ chí cường bên ngoài biết rõ, bởi vì nhân vật cấm kỵ này chỉ tiếp xúc với hắn, nếu như chuyện này bị những vạn cổ chí cường biết rõ bọn hắn nhất định sẽ chầm chầm đến hắn. Cho nên vì mình, Diệp Hiên nhất định phải giết sạch những người còn sót lại trong bách tử chiến tràng. Chỉ là bách tử chiến tràng cực kỳ rộng lớn, rất nhiều người đã lẫn trốn đi, muốn một mình tìm ra hoàn toàn chính xác quá phiền phức. Cho nên đầu tiên Diệp Hiên lựa chọn Khương Phụ Sinh cùng tà bách đồ, diệt sát hai người này, nói cho cùng tu vi Khương Phụ Sinh là bất hủ đại viên mãn, có thể mười phần khiến Diệp Hiên trong mà thèm A. À. Quanh, ba người ngự thiên mà đi, bắt đầu truy tìm Khương Phụ Sinh cùng tà bách đồ, chỉ là chuyện khiến Diệp Hiên im lặng xuất hiện. Khương Phụ Sinh cùng tà bách đồ vậy mà lại ẩn nấp kỹ, không biết là bế quan hay làm gì, vậy mà khiến Diệp Hiên liên tục tìm kiếm suốt ba năm, cũng không thể tìm ra hai người. Nếu đã tìm không thấy hai người này, Diệp Hiên cũng không thể trắng trợn lãng phí thời gian, chỉ có thể mang quân vô song cùng Lý Thái Sơ tạm thời trở lại động phủ mà tu luyện. Thời gian như nước, thoáng qua tức thì vội vàng hơn 100 vạn năm qua đi, khoảng cách tới khi bách tử chiến tràng kết thúc cũng chỉ còn mấy chục vạn năm, bách tử chiến tràng nguyên hội thứ 10 cũng sắp kết thúc. Quanh! Bỗng nhiên, một ngày nào đó, cả bách tử chiến tràng rung rẩy khủng bố, một vệt kim quan giữa trung ương phóng lên tận trời, một tòa quan môn hiện ra, lối ra của bách tử chiến tràng đã mở ra. Rốt cuộc phải kết thúc sao? Diệp Hiên từ từ mở hai mắt ra, hắn ngóng nhìn quan môn mở ra, một nụ cười quỷ dị mà tàn khốc hiện lên trên khóe miệng của hắn. "Chủ nhân, hiện tại chúng ta liền có thể đi ra khỏi Bách Tử chiến tràng." Lý Thái Sơ nói. "Đúng vậy, người đi ra khỏi Bách Tử chiến tràng đầu tiên, liền là đoạt giải quán quân." Quân Vô Song nói. "Đoạt giải quán quân?" Diệp Hiên kinh miệt lắc đầu nói. "Đối với đoạt giải quán quân ta không có bất cứ hứng thú gì, chúng ta đi." Diệp Hiên đứng dậy, bước ra một bước Gào thét mà đi, Lý Thái Sơ cùng quân vô song theo sát phía sau, tất cả đều hướng về phía cánh cổng được mở ra. Trung ương Ông Quang môn mở rộng, kim quang ống ánh. Chỉ cần đi vào quang môn, liền có thể rời khỏi bách tử chiến tràng, kết thúc ngàn vạn năm chinh chiến. Xoẹt Hư không nổi gợn sóng, trong giây lát Diệp Hiên xuất hiện trước quan môn, chỉ là hắn cũng không ra khỏi bách tử chiến tràng, ngược lại là đang ngồi xếp bằng trước quan môn chủ nhân, ngươi là. Lý Thái Sơ ngạc nhiên khó hiểu, hắn vốn cho rằng Diệp Hiên muốn rời khỏi bách tử chiến tràng, thật không nghĩ đến Diệp Hiên vậy mà ngăn chặn lối ra. Ông! Diệp Hiên không để ý tới thần sắc hai người ngạc nhiên, hắn lật tay một cái liền xuất hiện hai con bảo hồ lô, tiện tay ném hồ lô cho hai người. Tới một tên giết một tên, đến hai tên giết một đôi, thu nhập toàn bộ một thân huyết khí bọn hắn vào trong hồ lô. Diệp Hiên trực tiếp bàn giao nhiệm vụ tiếp nhận bảo hồ lô mà diệp hiên ném ra, hai người rung động ngay tại chỗ, không nghĩ tới diệp hiên vậy mà lại quá hung ác, thật không có dự định bỏ qua cho đám người trong bách tự chiến tràng, chỉ là diệp hiên là chủ, hai người là bột, diệp hiên bàn giao nhiệm vụ, hai người đương nhiên phải hoàn thành, cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh diệp hiên, chờ đợi những người này đến. chính như diệp hiên nghĩ, nếu như hắn cứ đi tìm, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, hơn nữa nhất định cũng không thể tìm được hết hiện tại hắn ngăn chặn lối ra, những người ẩn tàng trong bách tử chiến tràng, nhất định phải xuất hiện. Bởi vì một ngày lối ra đóng lại, người nào không đi ra khỏi bách tử chiến tràng, sẽ vĩnh thế lưu lại nơi này, cho đến khi bách tử chiến tràng nguyên hội thứ 11 mở ra, lối ra mới sẽ một lần nữa mở ra. Cho nên, không có ai muốn lưu lại nơi này, Diệp Hiên ngăn chặn lối ra, chính là chuẩn bị tới một tên giết một tên, cho đến khi giết sạch hết người trong bách tử chiến tràng. Thời gian như nước thoáng qua tức thì. Diệp Hiên là người đầu tiên đi đến lối ra, không mất nhiều thời gian liền có người vội vàng chạy đến, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Hiên ngăn chặn lối ra, sắc mặt của từng người trở nên vô cùng trắng bệch. Thần tử hủy diệt, ngươi là đang làm cái gì? Có tám vị chạy tới, mỗi người đều là thánh tử thánh nữ đại giáo, mà Tu Vi cũng đã mở ra tám tòa thiên môn, ở bên ngoài có thể nói là nhân vật cấp độ bá chủ một phương. Hiển nhiên, ngàn vạn năm trôi qua, bọn hắn trong bách tử chiến tràn được không ít tốt chỗ một thân tu vi bạo tăng khủng bố chỉ là bọn hắn cũng có thể tự mình hiểu lấy biết rõ sẽ không là đối thủ của những đại yêu nghiệt nghịch thiên kia cho nên lựa chọn che giấu chờ bách tử chiến tràn kết thúc bọn hắn lại từ nơi này rời đi đáng tiếc bọn hắn nghĩ hoàn toàn chính xác rất tốt chỉ là diệp hiên căn bản không cho bọn hắn cơ hội này chết diệp hiên lười nhác nói nhảm cùng những sâu kiến này hắn vung tay lên ra lệnh lý thái sơ cùng quân vô song liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều vạch qua một vệt sát cơ công lục diệt sát sinh kinh thế vô song oanh tử cực thiên lực kinh thiên động địa hai đại yêu nghiệt nghịch thiên không ra tay thì thôi vừa ra tay có thể nói là thạch phá thiên kinh đương thời có được mấy người có thể địch không tha mạng a vì sao lại giết ta Ba vị thánh tử thánh nữ thê lương trú thảm, nhưng tất cả đều chết trong tay hai đại yêu nghiệt nghịch thiên, ngay cả cơ hội chống cự cũng không có. Đừng nhìn Lý Thái Sơ cùng quân vô song nhận Diệp Hiên là chủ, tựa như là người hầu cho Diệp Hiên, nguyên nhân chẳng qua là tu vi Diệp Hiên cao hơn bọn họ rất nhiều. Dứt bỏ Diệp Hiên không nói, tu vi hai người cũng bố tới cực điểm, hơn nữa đều là vạn cổ kỳ tài đi ra pháp và đạo. Những kẻ được gọi là thánh tử thánh nữ đại giáo này làm sao có thể là đối thủ của hai người, giết bọn hắn đơn giản như uống nước ăn cơm. Thu Hai đại yêu nghiệp nghịch thiên hoàn thành rất tốt nhiệm vụ dịp hiên giao cho bọn hắn, tu vi huyết khí của tám người toàn bộ đều được hút vào trong hồ lô. Rất tốt, làm không tệ. Diệp Hiên hài lòng gật đầu, trong miệng truyền đến lời tán thưởng. Diệp Hiên đột nhiên phát hiện, chính mình thu hai người là bột, là một chuyện cực kỳ chính xác, có hai đại yêu nghiệp nghịch thiên này đi theo bên cạnh hắn, cũng không phiền hắn phải tự mình xuất thủ diệt sát đám rác rưởi này. Lúc này, Diệp Hiên xếp bằng ở trước lối ra, một tư thái bình chân như vậy, có hai đại người hầu vì hắn diệt sát những người này, đủ khiến cho tâm tình của hắn thoải mái. Thần tử hủy diệt, ngươi không nên làm càng, ngươi tàn sát đồng đạo như này, chẳng lẽ không sợ chí cường gián tội sao? Liên tiếp mấy đợt người đuổi tới lối ra, khi bọn hắn mắt thấy hai đại yêu nghiệt nghịch thiên lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa vậy mà lại còn nghe theo mệnh lệnh của Diệp Hiên, bọn hắn lập tức kinh sợ trách cứ. ồn ào. Diệp Hiên nhướng mày. Chết. Lý Thái Sơ chém ra một kiếm, trời cao tựa như đoạn liệt dưới một kiếm của hắn, toàn bộ những người này đều hóa thành huyết vụ bay đầy trời, đã chết không thể chết lại. Giết bao nhiêu rồi? Diệp Hiên thản nhiên nói. 98 người. Lý Thái Sơ hồi bẩm nói. Đại khái còn lại bao nhiêu người? Diệp Hiên hỏi. Bách tử chiến tràng hẳn là còn thừa lại hơn 100 người, chỉ là chuyện nơi đây bọn hắn hẳn là đã nhìn thấy, lúc này đều trốn ở phương xa không dám tới. Lý Thái Sơ báo cáo. Chờ. Diệp Hiên phun ra một chữ đơn giản, dù sao chỉ cần hắn ngăn chặn lối ra, những người này sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, bằng không đợi lối ra đóng lại, hơn 100 người này nhất định phải bị vây chết trong bách tử chiến tràng. Quả nhiên. Theo thời gian trôi qua, một vài người kiên trì xuất hiện, bọn hắn cầu xin Diệp Hiên tha thứ, cũng có nhóm người liên hợp muốn xông ra. Không có ý tứ, tất cả đều phải chết. Diệp Hiên vung tay lên, hai đại yêu nghiệt nghịch thiên chém tận giết tuyệt, căn bản không chừa lại một điểm. Trước lối ra, mặt mũi Diệp Hiên tràn đầy vẻ mỉm cười, Lý Thái Sơ cùng quân vô song đã chém giết hơn 100 người, một thân huyết khí tu vi những người này toàn bộ bị chứa vào trong hồ lô đây chính là một bút bảo tàng cực lớn A. Trong bóng tối Diệp Hiên suy tính, tu vi của hơn 100 người này thấp nhất cũng là mở ra bảy đại thiên môn, không biết cho bản tôn thôn vệ, có thể giúp bản tôn mở ra tòa thiên môn thứ 9 hay không? Nội tâm Diệp Hiên có chút mong đợi. Diệp Thiếu Du Bỗng nhiên Hai bóng dáng từ phương xa chân trời đi tới, chính là kia Khương Phụ Sinh cùng tà Bách Đồ, hơn nữa theo sau hai người còn có mấy chục người đi theo, hiển nhiên đều là những tu sĩ cuối cùng trong bách tử chiến tràng. Cùng thời gian đó, khi này thiên nữ bất tử, lạc giao cùng đám người lục giao tinh bất ngờ xuất hiện, chỉ là bọn họ đối với Diệp Hiên không có địch ý, dù sao trước đó đều đã có quen biết, nên bọn họ biết Diệp Hiên cũng sẽ không làm khó. Một bên khác, Diệp Huyền Ma lặng yên xuất hiện, hắn đứng một mình một góc không nói không rằng, chỉ là ánh mắt hắn khi nhìn về phía Diệp Hiên xẹt qua một vẻ kiên dè. Diệp Huyền Ma cảm thấy may mắn, May mắn khi hắn là đồ nhi của Diệp Hiên, nếu không hôm nay nhất định phải cùng Diệp Hiên đánh một trận quyết chiến, mà kết quả hiển nhiên không cần nói cũng biết. Ta đã chờ các ngươi thật lâu. Nhìn qua nơi Khương Phụ Sinh cùng Tà Bách Đồ vừa xuất hiện, khuôn mặt Diệp Hiên hiện ra một chút vui vẻ, một vệt sát cơ xẹt qua đáy mắt hắn. Có lẽ trong mắt người khác thì Khương Phụ Sinh cùng Tà Bách Đồ là cao không thể chạm tới, nhưng đối với Diệp Hiên thì hai người chẳng qua là con kiến có chút cường tráng mà thôi. Nhưng mà con kiến có cường tráng đến đâu, bản chất cũng chỉ là con kiến, Diệp Hiên hung hăng tung một cước liền dẫm chết bọn họ, mà đây chính là kết cục của hai người bọn họ. Diệp Thiếu Du, ngươi tàn sát đồng đạo tội ác tày trời. Diệp Thiếu Du, cũng cho ngươi thân là truyền nhân của hủy diệt thần điện, vậy mà tại chiến tràng bách tử đại khai sát giới, dẫn đến rất nhiều đồng đạo chết thảm trong đó, chúng ta tất nhiên sẽ lên án tội của ngươi với chí cường. Thần tử hủy diệt thần điện, nhanh chóng tránh khỏi lối ra, bây giờ ngươi quay đầu còn chưa muộn. Còn sót lại không nhiều thánh tử thánh nữ nhao nhao lên tiếng phê phán đối với Diệp Hiên, liền giống như một ban rùi mũi tụ tập cùng một chỗ ong ong không ngừng. Diệp Hiên nhướng mày. Giết bọn hắn. Công. Quanh. Lý Thái Sơ chém ra một kiếm đầu tiên, quân vô song nâng tay lên, hai đại yêu nghiệp nghịch thiên tuân lệnh làm việc, vừa ra tay chính là đại thuật trấn diệt, muốn giết hết toàn bộ những người này. Quanh không đợi một kích của hai người rơi xuống khương phù sinh cùng tà bách đồ nhướng mày tầm vang đánh ra một đạo đại thuật khiến công kích của hai người triệt tiêu tà bách đồ một thân khí tức tà ma lượng lờ một luồng hắc mang vần quanh người hắn dường như còn có âm thanh vong hồn kêu khóc một tòa thiên môn hắc ám mở ra sau lưng hắn cả người đều tản ra khí tức cực kỳ tà ác trong thiên môn có huyết hồn như ẩn như hiện bất hủ đại viên mãn khiến tà bách đồ triển lộ ra tu vi chân chính, đất trời đều bị biến đen, lực lượng tà ác đến cực điểm được phóng thích, khiến người ta liếc mắt nhìn lại phải kinh hồn mất vía. Khương Phù Sinh Một thân hắn lượng lờ khí tức màu xanh, một màn thanh mang đang lưu động trong không trung, như ẩn ẩn phù hợp cùng hắn, hư ảnh một gốc cổ thụ hiển hiện sau lưng hắn, đồng thời nở rộ bừng bừng sinh cơ. Một tòa thiên môn màu xanh mở ra sau lưng hắn, sinh cơ màu xanh nhạt làm cho lòng người rung động, một phần sáng huyền ảo nhàn nhạt hiện lên trên người Khương Phù Sinh. Tu vi hắn cũng là bất hủ đại viên mãn, so với Tà Bách Đồ càng hơn một bậc, cách nửa bước chí cường chỉ còn cách xa một bước. Đáng ghét, hai người này quả nhiên giấu quá kỹ. Một màn như thế, lập tức khiến khuôn mặt Lý Thái Sơ cùng quân vô song hơi biến sắc, bọn họ chỉ là mới tiến vào cửu đại thiên môn, so sánh cùng hai người này, kém hẳn một giai đoạn. Diệp huynh, ngươi giết không ít người, Bách tử chiến tràng vi tôn ngươi ngươi cần gì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Khương Phụ Sinh bước đến một bước, khuôn mặt hắn mang theo nụ cười, vẫn là bộ dáng người hiền lành, càng không thể hiện ra bất kỳ địch ý nào với Diệp Hiên. Diệp Thiếu Du, nếu ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Mà tà bách đồ không có nói nhảm nhiều như vậy, tà khí ma khí trùng thiên lượng lờ quanh người hắn, căn bản là không có đem Diệp Hiên để vào mắt. Diệp Huynh, kỳ thật ta rất muốn kết giao bằng hữu cùng ngươi, dù sao giữa chúng ta cũng không có thù hận gì cũng không cần người sống kẻ chết a à. khương phù sinh vẫn giữ nụ cười hai người này giống như hắc bạch song sát một người mặt đen một người mặt trắng điều này cũng khiến cho diệp hiên cười ha ha phán tử hình cho hai người kỳ thật khương phù sinh cũng không muốn quyết chiến cùng diệp hiên bởi vì hắn có cố kỵ rất lớn lý thái sơ cùng quân vô song đều bị diệp hiên thu phục điều này cũng chứng minh Diệp Hiên hoàn toàn không có đơn giản như vẻ ngoài. Giết bọn hắn. Diệp Hiên lên tiếng gọi Lý Thái Sơ cùng quân vô song, trực tiếp ra lệnh cho hai người. Lục diệt sát sinh. Tử cực thiên lực. Hai đại yêu nghiệp nghịch thiên ầm vang xuất thủ, đi thẳng tới hướng Khương Phụ Sinh cùng tà bắt đồ. Khương Phụ Sinh, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi là bất hủ đại viên mãn, Lý Thái Sơ ta liền ba phần sợ ngươi, hôm nay ta liền thử xem ngươi có bao nhiêu năng lực giết lý thái sơ một kiếm đoạn thiên lục diệt kiếm kinh thiên vô song liền nở rộ một kiếm liền chém xuống hướng cương phù sinh tà bách đồ nhìn xem thiên ma đại pháp của ngươi lợi hại hay là tử cực thiên lực của ta lợi hại quân vô song không chịu yếu thế tay ngọc bay lên liền đánh đến tà bách đồ sau một khắc trong nháy mắt bốn đại yêu nghiệt nghịch thiên đánh cùng một chỗ, mặc dù tu vi của hai người Lý Thái Sơ kém một bậc, nhưng cũng là cấp bậc yêu nghiệt nghịch thiên, Điều này cũng khiến cho hai người Khương Phù Sinh không dám khinh thường Dết, vượt qua Bốn đại yêu nghiệt nghịch thiên hỗn chiến cùng một chỗ Còn lại hơn mười vị thánh tử thánh nữ hét lớn một tiếng Tất cả đều đánh tới Diệp Hiên Các loại đại thuật khủng bố cũng được sử dụng Hiển nhiên Những người này muốn mạnh mẽ qua cửa Chỉ cần có thể đi ra khỏi bách tử chiến tràng Diệp Hiên sẽ không làm gì được bọn họ Dù sao bên ngoài có vạn cổ chí cường tọa trấn Ý nghĩ của những người này rất tốt, nhưng bọn họ thực sự đánh giá thấp thực lực của Diệp Hiên. Quanh Nhân quả đầy trời, lôi đình hủy diệt. Diệp Hiên một chưởng lật trời, thiên địa lúc này đều đang ù ù rung rẩy, nhân quả hồng tuyến khủng bố xen kẽ trong hư không, hóa thành từng đạo lợi khí đáng sợ nhất, không ngừng bắn giết về hướng những người này. Cùng một thời gian đó, từng đạo lôi đình hủy diệt đang sinh sôi, phàm là người nhiễm lôi đình hủy diệt toàn bộ đều bị đánh thành huyết vụ đầy trời, chết vô cùng thê thảm. Thu. Diệp Hiên nở nụ cười tà ác, bảo hồ lô màu xanh hiện ra, hồ lô liền đảo ngược, hấp lực cực kỳ khủng bố hiện ra, hút huyết khí đầy trời vào trong hồ lô. Làm xong hết thảy, Diệp Hiên hài lòng đem tất kỹ bảo hồ lô, những người này toàn bộ chết thảm ngay tại chỗ, không ai có thể sống sót. Võng vẹn phân thân của Diệp Hiên, liền đã đánh lại những kẻ được gọi là truyền nhân đại giáo điều này cũng khiến cho đám người bất tử thiên nữ một bên quan sát hải hùng khiếp vía loạn chiến thiên địa thần uy vô song khi diệp hiên xử lý hết những rác rưởi này hắn tiếp tục quan sát bốn đại yêu nghiệp nghịch thiên chiến đấu đối với tu vi của khương phù sinh cùng tà bách đồ hắn vẫn là âm thầm tán dương không thể không nói khương phù sinh cùng tà bách đồ đều là đi ra pháp và đạo chính mình chỉ là con đường hai người đi là hai thái cực khương phù sinh vĩ ngạn thần quang tà bách đồ anh minh ma quan mà tu vi của hai người đều là bất hủ đại viên mãn phối hợp với lĩnh hội pháp và đạo bản thân hoàn toàn là cực khủng bố trái lại lý thái sơ cùng quân vô song mặc dù hai người có tư chất yêu nghiệt nghịch thiên đồng thời chiến lực cũng là vô song nhưng dù sao tu vi hai người cũng kém hẳn một giai đoạn liên tiếp giao thủ lý thái sơ cùng quân vô song hiển nhiên rơi vào thế hạ phong lục diệt hủy thương sinh tử cực chấn thế ầm ầm cuối cùng lý thái sơ bị buộc phải đánh ra kiếm thứ tư mà quân vô song cũng dùng ra đòn sát thủ uy lực thao thiên khủng bố đang nở rộ tất cả đều trấn diệt về hướng khương phù sinh cùng tà bách đồ chỉ là rất đáng tiếc tu vi đôi bên có chênh lệch rất lớn mặc dù vỏn vẹn chỉ là chênh lệch một cảnh giới nhưng đủ để lý thái sơ cùng quân vô song không địch lại huyền thiên quy nguyên thiên ma luân chuyển khương phù sinh cùng tà bách đồ đồng thời hét to hai người đánh ra một kích ầm vang kinh thiên, lập tức đánh bay Lý Thái Sơ cùng quân vô song. Bại Vẫn là Lý Thái Sơ cùng quân vô song bại, hai người không phải bại vì Pháp và Đạo, mà là trên lệch tu vi khiến hai người không đủ để chiến thắng đối phương. Oanh Diệp Hiên bước ra một bước, hư không dưới chân đều đang nổ tung, hắn thuận thế tiếp được Lý Thái Sơ cùng quân vô song, sau đó khuôn mặt bình tĩnh nhìn theo hướng hai người Khương Phụ Sinh cùng tà bách đồ. Lý Thái Sơ oán hận nói. Đáng tiếc ta còn kém một bước liền có được tu vi bất hủ đại viên mãn, nếu không nhất định có thể giết bọn họ. Sắc mặt quân vô song lạnh lùng nói. Xem ra cũng chỉ có thể để chủ nhân tự mình xuất thủ. Kỳ thật. Dù là Lý Thái Sơ hay quân vô song đều như nhau, hai người đều biết không phải là đối thủ của Khương Phù Sinh cùng tà bắt đồ, dù sao trên lệch tu vi cũng đã thể hiện rõ, cuối cùng cũng chỉ có thể để Diệp Hiên ra tay tiêu diệt bọn họ, chỉ là cùng hai người này giao thủ, đây cũng là giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện. Làm không tệ, lui ra đi. Diệp Hiên bình tĩnh vỗ vỗ vai hai người, điều này cũng khiến cho Lý Thái Sơ cùng quân vô song thối lui ra sau lưng Diệp Hiên, chỉ là khi hai người nhìn về phía Khương Phụ Sinh cùng Tà Bách Đồ thì ánh mắt xẹt qua một vệt thương hại. Diệp Thiếu Du, ngươi muốn tìm cái chết sao? Tà Bách Đồ liên tục cười lạnh, tu vi của hắn là bất hủ đại viên mãn hơn nữa là một vị đi ra pháp và đạo ma đạo cự nghiệt đừng thấy tu vi diệp hiên cũng chỉ là bất hủ đại viên mãn diệp hiên tu luyện chỉ là pháp môn chí cường căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha